261 vàng bơ cho em cân nặng chiều cao. Rồi chấp bay cho lại. Học thay vô này lấy bộ dính. Rồi đây mặt mã S 261 vàng bơ dùm em. Đây mặt S 261 vàng bơ. Dạ 69 kg cao mấy 67 là vừa nha chế bích phương Nguyên Thi ơi. Lấy vàng bơ. Mày vô ba luôn đi. Trở ra vô ba đi. Rồi Đinh Lệ, chế Đinh Lệ bao nhiêu ký thôi? Màu tiếng cảm em hết nha mấy chế ơi. Đang mặc là màu vàng bơ nha. Quần có độ co giãn nha chế Loan Kiều ơi. Đầm đầu tiên vai còn không? Đầm đầu la em còn nha chế ơi. Máy này đợi. Rồi thấy phiếu không máy? Không, làm máy này dễ coi thôi. Máy này nó sáng hơn, nó có đường nó nở, nó bụi. Chế nha, tốt cho em xin. Số điện thoại chế ơi. Lấy bộ bình bơ xe lớn nhất. Chế Tú Trinh Nguyên chọn màu khác giúp em nha chế ơi. Chế Xuân Nguyên Vĩnh Long có vàng bơ. Chế Ngọc Dây Ngọc vừa nha chế ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha. Rồi em qua màu nha. Ủa hồi nãy chế Nguyễn Tiết Hằng có chưa ta? Chưa có thấy phiếu nha Tư. Biết rồi nhưng mà Nguyễn Tiết Hằng này con nhớ coi có chỗ coi cái dấu thằng rồi coi đã không có dấu màu da còn mấy bộ lần. Nguyễn này ở trên xuống nè. Có màu cam Nguyễn Tiết Hằng có màu cam. Có màu cam nha chế Hai Nguyên ơi. Rồi buông bộ màu cam nha. Bạch chồng bạch hoàng nè, có màu tím màu vàng gì mà mới tại mới vô á nên không có biết là có in hay chưa. Ngoài có một hàng rồi. Nguyễn Phương. Ở trong mặt vàng như nãy con chốt bộ màu tím rồi, chưa có màu vàng nữa. Giờ lấy thêm màu bơ nữa. Có màu vàng không? Có. Hả? Có. Phải hơn bạch trọng bạch hoàng á nhân. Dạ chế bác sĩ đợi xíu em đưa đập lên cho coi nha. Rồi bây giờ đến đi bỏ qua màu vàng đi. Rồi màu da nha, S261 đồng giá 260 một set. Em đây lên màu da. Màu bò 65 kg. Đó không ngon. Mẫu này không có màu bò. Có màu vàng bơ. Còn cái mẫu hồi nãy. Màu vàng bơ, hồi màu nãy, da, hồi màu nãy màu bò đó. Cái này là mực cái hàng hồi nãy mới vô nè. Giá 260 một set nha mấy chế ơi. 296 hả? Thúy Nguyễn chốt hàng cho em xin cân nặng chiều okay. Cao và số điện thoại chế ơi. 296 là cái mã trước. Ừ. Đang mặc là mã 261. À, 261 quá màu đậm hộp có màu rồi. Rồi chị Hoa lấy vàng bơ nè, sao nhỏ nhất. Vàng bơ đâu có vàng bơ. Đây vàng bơ nè. Rồi chế chị Hoa có vàng bơ. Buông màu cam ra chưa. 72 kg không vừa chế Thí Xương ơi. Đây em đang mặc màu da S261 màu da. Rồi đây S261 màu cam. Rồi đây em có một cái màu tím nữa nè mấy chế. Một hộp có màu đen rồi nè. Rồi chế nó lấy comment giùm em nha. Nghe chị. Màu tím một. Chế nó lấy này comment màu tím màu da. S261 màu tím. 261 màu da cho Xuân Vũ. Rồi Xuân Vũ có S261 màu da. Cũng may lấy bộ bình bơ. Rồi chế Nguyễn Mai có vàng bơ nè. Rồi chế Mai đâu Hồng bộ nào? Bộ này phải không? Đúng rồi. Dạ này của Xuân Vũ nè.
2 hồng nhung sống, 3 kim mấy sâm 7 có vàng bơ. Ở trong bạch quang nãy nó còn hoa, em chốt size từ 50kg cho tới 70kg nha chế Huynh Khôi ơi. Ở chân hoa nó có màu vàng bơ chưa ta? Được. Kim hoa màu vàng bơ. Rồi, thu nguyên lấy vàng bơ hết thật không? Rồi, màu vàng bơ em hết. Vàng bơ không còn nữa nữa. Rồi, vàng bơ em hết nha mấy chế ơi. Rồi Loan Kiều lấy màu đen nè. Màu vàng bơ là hết rồi mấy chế ơi, mấy chế chọn màu khác giùm em nha. Vàng bơ em hết, mấy chế chọn màu khác giúp em mấy chế ơi. Bạch trọng bạch hoàng là em nãy em có chốt cho chế màu tím cảnh rồi nha. Chế Nguyễn Tiết Hằng ơi, màu vàng bơ hết rồi chế ơi, chế chọn màu khác giùm em nha chế Nguyễn Tiết Hằng. Màu vàng bơ em không còn bộ nào hết nha mấy chế ơi. Linh Nguyên lấy S2 mới có 1 màu đỏ cam là 65kg. Rồi Ngọc Giang Ngọc 60kg mét rưỡi có sao như chế rồi. Nãy có rồi chơi đi. Chế Đài Loan cho em xin tương tự chiều cao đi chế ơi. Em hết. Rồi Xuân Nguyên có màu vàng bơ rồi nè, chế Xuân Nguyên Vĩnh Long nè. Tí Nguyễn lấy màu da 50kg. Chế Bích Thủy ngờ, em nãy có màu tím rồi nha chế ơi. Dạ chế bạch trọng bạch hoàng ơi, màu bơ của chế là có rồi chế ơi. Màu da 60kg. Chị Nguyên Quang lại dùng con cái bạch đơn. Nguyễn Thanh Xuân có màu da 60kg. Thi Thanh vàng bơ em hết. Ngọc Huy vàng bơ em hết. TK vàng bơ em hết. Chu Nguyên vàng bơ em hết. Hồng Vân vàng dạ vừa nha chế Đài Loan ơi. Rồi nguyên tập này như là màu vàng bơ thôi mà. Nguyễn Phương màu vàng bơ với màu đen 53kg. Có một bộ màu đen nè. Anh chồng là có bạch đơn. Nguyễn Phương gò dắt có một bộ màu đen nè. Rồi Nguyễn Thanh Sơn lấy S2 số 1 gram luôn 60kg. Rồi bạch trọng bạch già bạch quang lấy thêm một màu màu da nữa. Có màu đỏ không? Đi ơi, thấy màu da cho bạch trọng bạch quang đi. Bạch trọng bạch hoàng màu da nè. Rồi. Ok, chế bạch trọng bạch quang có một màu da nữa nha. Rồi S2 số 1 màu cam xe lớn nhất. Bọc của Bích Thủy là có màu tím. Lê Hằng lấy màu cam xe lớn nhất. Ngọc Yên Trân Thi lấy màu tím. Mực 65kg mấy 65. Ok, chế Thảo Ngọc nãy giờ có đọc hết á chế Thảo Ngọc ơi. Thảo Ngọc cô mà. Nãy giờ giờ ấy một cơ ấy xong bắt đầu cái mới đọc đó. Bộ nãy không mặc em gì. Chế Nguyễn Tiến Hằng vàng bơ là hết rồi, chế chọn màu khác giùm em đi chế Nguyễn Tiến Hằng ơi. Chế TK TK ơi, vàng bơ cũng hết rồi, chế đọc và chế chọn màu khác giùm em nha. Dạ phanh chồng là có bịch rồi, còn màu nữa. Rồi, đây là số 1, chị lấy màu cam có dục trí. Lấy màu đen nha, cho chị đổi lại màu cam nha. Là chế Ngọc Thao Do không lấy màu đen mà lấy màu cam. Thao Do có bộ nào chưa? Có màu đen nè, màu cam, màu đen nè. Màu đen nè, vậy là đổi lại cho chế màu đen đi. Ngọc Thao Do không lấy màu đen, đổi lại màu gì? Màu cam nha. Phải lấy mất đó. Dạ chế Bích Thủy ơi, hồi nãy em chốt cho chế là 261 màu tím rồi chế ơi. Rồi em lên màu đen sọc xanh nha. Nè màu da con mặt. Dạ chế Linh Nguyên ơi. Nãy giờ là để em đọc tên cho mấy chế nha. Chế Diệu Thanh chốt hàng cho em xin cân nặng chiều cao và số điện thoại chế ơi. Cái màu này hết rồi nè. Đó, tao trả lời rồi hết rồi. Rồi khỏi xong trả lời thủy qua đây hết đi mẹ tập trả lời luôn. Dạ biết. Chế Ngọc Thao Do sao của chế còn màu tím. Màu tím mực màu da. Rồi em đang mặc là đen sọc xanh nha mấy chế. Đang mặc là màu đen sọc xanh. Chế Nguyễn Tiết Hằng ơi đừng có giận chế ơi. Tại vì nãy comment của chế nó còn ở trên ở dưới là đã hết cái màu bơ rồi chế ơi. Chế chọn lại màu khác giùm em nha. Rồi đang mặc đen sọc xanh. Đen Bích Thủy đó cho con ba ra đó đi. Bích Thủy rồi màu tím mực. Màu tím đầu tiên rồi. Đây màu tím mực. Chế Nguyễn Tiết Hằng mới đặt đầu tiên mà. Đây màu đỏ cam. Dạ từ từ để mấy chế ơi, để rồi. Em đọc tên nha. Đen 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 sọc xám. Ngọc Yến Trân Thi số điện thoại 3719 có đen hàng. Sọc xám. Nguyễn Thanh Xuân số điện thoại 1627 có hàng.
Mai Kiều 2534 có hàng. Thúy Nguyễn 5983 có hàng. Hà Tô qua 5375 có hàng. Hà Tô 8777 có hàng. Con đọc comment con hỏi gì trả lời. Kiều qua 7577 có hàng. Hồi gia còn vậy nào không? Mai Hồng Nhung 8093 có hàng. Cương Nguyên 8998 có hàng. Thanh ơi, 258 ký là Nguyễn Mai 7706 có hàng. Mấy chế ơi, mấy chế nghe em đọc người nào là có hàng rồi mấy chế. Hải Nguyên 59580 có hàng. Lê Hằng 2972 có hàng. Nguyễn Thanh Tương 1627 có hàng. Rồi xuống ông Lê Thi có màu cam. Nguyễn Phương 1175 có hàng. Linh Nguyên 4059 có hàng. Lê Thảo 8760 có hàng. Huy Nghiêm 6573 có hàng. Dạ chế Trang Lê để em kiểm tra lại rồi báo chế nha. Lê Hạnh 1770 có hàng. Rồi đây mặt đen sọc xanh nha mấy chế. Rồi chế là lấy comment nha. Chụp hình. Ok. Đây màu tím mực nè. Chế nào nãy giờ chốt màu tím bị chặn tay thì chốt màu này nha mấy chế. Còn ngoài xì tin 65kg nè có không? Màu tím mực. Còn ngoài xì tin lấy màu gì? Màu đen. Đen sọc xanh con đen mực có không? Không biết nữa, ghi chữ đen 65kg à. Thu Hồng Lê Thi 1708 có hàng. Đen mặt là đen sọc xanh, chốt cho bà ngoại xì tin màu đen sọc xanh. Không được màu tím, không được vàng bỏ luôn. Chế Nguyễn Phương. Ok chế Bích Thủy, để em đưa đầm lên. Chế Nguyễn Phương thành số, nãy anh đi có rồi mà. Hạ Mi tóc nâu 6797 có hàng. Nguyễn Phương rồi giáp có không, hồi nãy con có đọc rồi á. Thành số. Rồi Lý Liễu lấy màu đen sọc xanh 65kg nè. 261 set nha mấy chế ơi. À, chế Nguyễn Phương nãy giờ không có bộ nào hết á. Thành lấy màu đen 65kg. Vừa đọc tới là hết nè, vừa đọc tới tên comment là hết rồi. Tên gì tên? Nguyễn Phương. Màu tím được màu vàng nữa mà không được là bỏ Diệu luôn. Diệu Thanh màu da em hết rồi chế Diệu Thanh ơi. Màu tím còn không? Còn cái Nguyễn Phương một bộ Kiều không? Kiều Trang Trần lấy màu đen sọc xanh. Rồi. Dung Thu lấy bộ đen mặt 50kg 1m51. Chế Dung Thu là chốt đen sọc xanh đúng không? Chế Ngọc Thao cho em đổi cho chế màu cam rồi đó chế ơi. Anh Trương Thi lấy 57kg 1m55. Lấy đen sọc xanh nè. Hạnh Mỹ lấy đen sọc xanh 63kg nè. Hạnh Mỹ có đen sọc xanh 63kg nè. Ngọc Giang Ngọc lấy màu cam 63kg mít rưỡi. Chế Trang Lê ơi, để em kiểm tra lại rồi báo chế nha chế Trang Lê ơi. Lê Khai Chi đen mặt là màu đen sọc xanh chứ không phải màu ghê chế rồi. Rồi sai. Ok chế Thu Hồng Lê Thi. Bây giờ còn màu đen sọc xám. Nè, màu đen sọc xanh 53kg cho chế Nguyễn Phương cái đi. Để hồi chế mua chế à. Rồi ok chế ơi, em dành cho chế luôn rồi đó chế Nguyễn Phương ơi. Rồi còn một tiếng một chế là lấy. Rồi chế Nguyễn Phương. Số điện thoại 1175 có một cái đen sọc xanh nha. Rồi chế ơi, cười đi chế ơi. Trời ơi chế đừng có buồn, tội nghiệp. Tội nghiệp tụi em. Rồi màu tím mực nè. Chế Ngọc Thao Do có hàng rồi nha chế ơi. Ngọc Thao Do có cái gì vậy Tư? Thì hồi nãy đổi màu đen đổi lấy màu cam đó mà. Đâu có màu cam đâu. Chị giữ cái này nãy mày mới thấy Tư mới đổi rồi đó. Đâu có. Màu đen đưa chưa? Cái bịch màu đen của Ngọc Thao Do. Đã xả màu đen ra rồi. Ừ. Lấy màu cam. Màu cam hết rồi. Màu cam hết xe lớn rồi. Vậy sao không nói? Nói đi mê. Chế Ngọc Thao Do ơi, em hồi nãy chế kêu xả màu đen em xả ra rồi. Nhưng mà màu cam thì em hết xe lớn rồi. Rồi đây 68 là cũng có tay nha chế Dương Diễm ơi. Chế Nguyễn Úc màu da nè. Chế Dương Diễm ơi, 68kg là có tay. Nguyễn Úc màu da như ký. Sọc xanh 63kg. Sọc xanh con ơi, 63kg thảy đây. Sọc xanh thì nó hết trơn rồi. Đó là có. Chế Ngọc Thao Do ơi, hồi nãy xả màu đen ra nhưng mà màu cam không có xay luôn chế ơi, xay lớn hết rồi chế Ngọc Thao Do ơi. Dạ chế Hạnh Mỹ ơi, để kiểm tra lại rồi ngày mai báo chế nha chế ơi.
Rồi Hanh Kim Thi có đen sọc xanh rồi. Rồi Kim Thiết Nguyễn có đen sọc xanh. Rồi em đang mặc là tím nha. Tím mực nha. Miêu. Thu Hồng Lê Thi cam nữa nhé. Thu Hồng Lê Thi. Một cam hết sạch rồi không Tuấn. Đen nãy cái tay nhảy vô. Hết rồi cái Lê Hạnh rồi. Thảo Nguyên hết đen sọc xanh. Liên Phan hết đen sọc xanh. Rồi em đọc tên mấy chế có hàng nha. Hạnh Mỹ 4783 có hàng. Rồi chế Ngọc Tâu Do nói bây giờ nếu mà hết cam thì lấy rồi lại màu đen. Rồi ok. Thanh Chương Thi 8263 có hàng. Dung Thu 6342 có hàng. Dạ chế màu Ngọc Tâu Do không có màu cam. Chỉ có màu đen thôi. Phát Thành 4783 có hàng. Đúng mới cầm mà. Lý Liễu 1239 có hàng. Vậy là em chốt lại cho chế màu đen nha. Chế Ngọc Thâu Dơ ơi. Ngọc Ngọc đây Ngọc 4972 có hàng. F261 đen. F261 tím. 3813 có hàng. Rồi chốt comment giùm em nha. Giùm em. Không không. Màu nu cộng bộ size lớn nè, chế nào lấy màu da, chế nào lấy màu da cộng bộ nè. Nguyễn Hào 5373 có hàng. Thiên Nguyên, Thiên Nguyên bao nhiêu ký đây? Chị Thành chưa tới rồi. Rồi ok. Rồi chế Thiên Nguyên, Thiên Nguyên lấy màu tím bao nhiêu ký vậy chế ơi? Thảo Nguyên vậy lấy màu đen 68 kg cho em. Màu đen còn mỗi lần không? Vừa nha chế Bích Phương Nguyên Thi ơi. Rồi màu đen hết luôn rồi. Màu đen hết sai lớn rồi. Thiên Nguyên lấy màu tím đó 57 kg. Thứ 6 Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên phải không? Đúng rồi. Kim Thiết Nguyên 5119 có hàng. À đi rồi. Mở hết. Rồi chế nào lấy nó comment nha. F261 tím, F261 đen. Này là đen sọc xám. Đọc Huy Nghiêm chốt địa chỉ mới. 72 kg có không? 45 kg vừa luôn nha chế Liễu Liễu. Chế Gia Bảo ơi 72 kg là không có vừa chế ơi. Rồi bây giờ size lớn là em còn màu da với lại màu tím. Màu đen còn không chị? Em bỏ màu đi. Màu da 67 kg kìa. Đây, ai lấy màu da 67 kg mới thấy là nó siêu rồi. Nè, chế Nguyễn Phương sọc tím mực đang mặc. Thu Nguyên lấy màu tím mực 55 kg mấy tím mực hả? 53 kg thấy đây mi. Nguyễn Phương, chế Nguyễn Phương. Rồi, ok, chế Nguyễn Phương có một cái sọc tím mực 53 kg nha. Từ rồi, vậy là chế Nguyễn Phương có hai bộ rồi đó nha chế ơi. Rồi, qua mẫu mới. Thiên Nguyên, Thiên Nguyên 2082 có hàng. 67 kg màu tím cho TK. TK lấy 67 kg màu tím. Này cũng còn em nữa rồi. Nè TK nè. Hồng Dân em hết màu đen 65 kg nha. Ok chế TK màu có màu tím nha. Nguyễn Hương lấy màu đen 51 kg. Dạ chế Hậu Giang Tỉnh để mà em kiểm tra lại báo cho chế nha chế ơi. Chế Nguyễn Phương ơi em đã chốt bộ cho màu tím cho chế nữa rồi đó nha chế ơi. À, khoan Ninh nha, bây giờ đọc đi rồi Nguyễn Ninh nha. Giờ còn màu nào chị báo đi. Còn có một bộ màu đen. Màu da xám 7 kg hồi nãy giờ sao thấy khách của Minh mà không thấy chưa. Rồi 7 kg màu da đâu có ai ghi màu da. Có. Rồi chị đọc tên đi chứ giờ trôi quá trơn rồi. Hai bộ con em mặc rồi. À, anh mới thấy. Không có rồi đó nha, nãy giờ này trôi lại 60 kg vừa nha chế Hồng Biên ơi. Với Phương Nguyên Thi lấy màu da bao nhiêu ký? Màu da cộng bộ có co giãn nha chế Tâm Dương ơi. Với Phương Nguyên Thi ơi, màu da này em cộng bộ lớn nhất là chế nhiêu ký hả? Là
lên này. Liễu liễu cho em xin cân nặng chiều cao chứ ơi. Rồi chế TK, TK có một màu tím nha. Rồi mấy chế ha, chốt cho em xin mã số màu và số điện thoại luôn nha mấy chế nha. Này cái này nữa nè. Nãy giờ mi mặc là giá 290 nha mấy chế ơi. Bích Phương Nguyên thì 69kg nha. Phải 69kg, mét 6 mấy không? Đúng rồi, mét 67. Rồi, chị ơi, chế đen. Nguyễn Phương ơi, hồi nãy màu đen là sọc đen chế Nguyễn Phương có không? Dạ có chế Mỹ Thủy, đợi em đợi mi xíu để mi lên bây giờ màu nha. Đen có không? Có xay đó không? Màu đen còn nè. Đây Nguyễn Phương nè. 72kg không vừa với Tâm Dương ơi. Ủa nhớ không ăn Nguyễn Phương ở màu đen mà sao? Có chưa? Nãy màu xanh. Màu xanh với lại màu xanh với màu tím. Nãy tư bỏ vô là màu xanh với màu tím. Nè, Nguyễn Phương nè. Chốt đi, Duy thì bỏ nè. Nguyễn Phương gì? Đây đây đây, đưa cho Duy Nguyên tiếp đi. Có đường chưa? Chưa, bây giờ nếu mà vậy đọc thì... Đọc đi. 3 bộ. Hồng bôi, đen 68kg. Hả? Mi dùng nguyên thi sọc xanh 55kg. Nó có mấy bộ Nguyễn Hương mà có mấy bộ rồi mà đa. Sọc xanh 55kg. 1175 đó. Lê Hạnh sọc điện thoại. Đen sọc xám 66kg. Hết. Ừ. Cam phải 3 bộ là đúng. Cam hết. Rồi hết luôn, hết luôn. Vậy là nãy chế thấy mi quăng qua chế Nguyễn Phương chắc có rồi quá. Mấy chế qua mẫu mới với em mấy chế đen, ơi. Màu xanh với màu tím. Còn cộng với màu tím à. Mấy chế qua mẫu mới với em nha. Thu Nguyên 2349 có hàng. Rồi chế Nguyễn Phương cho để em kiểm tra lại nha chế Nguyễn Phương ơi. Đây cái màu nhỏ cái lưng nữa nè. 62kg màu đen còn không? Bích Phương Nguyên Thi 8779 có hàng. 62kg. Đây. Rồi ok. Rồi chế Trần Nguyệt. Tím còn không chị? Có điện thoại 6288. Có một bộ nha. Chế Tâm Dương ơi, tím em hết rồi chế ơi. Nguyễn Phương. Qua mã. 1175 có hàng. Mã gì đầu tiên? Diễm Hương 0378 có hàng. Chị ơi, em được mấy bộ vậy chị? Linh Nguyên. Có gì em chụp em báo lại mấy chị ơi. Giờ nhiều đồ quá tụi em không có kiểm được. Ngày lát tụi em kiểm, ngày mai tụi em báo lại nha. Nhật Anh Quỳnh, chị gửi lại một cái bộ nhận được chưa em? Thanh Vân cho coi áo sơ mi nam về tay. Ok nhé Thanh Vân, để mi đưa áo sơ mi lên cho mấy chế coi nha. Hai cái áo sơ mi gì? Áo sơ mi nam. Thì nhìn cái dây áo sơ mi rồi áo sơ mi em về đợt này là chất quả cực kỳ đẹp luôn, mà cái giá cực kỳ sốc luôn nha mấy chế. Đồng giá chỉ có 250. Ok em thấy bà ngoại thì tin rồi nha. Đồng giá chỉ có 250 sơ mi tay ngắn và sơ mi tay dài luôn nha. Rồi đây chế là lấy sơ mi tay ngắn, comment giùm em đi mấy chế. Đây FM tay ngắn kèm theo màu, có màu đỏ đô nè, màu nu với lại màu ở dưới là màu gì ta. Hồi nãy từ đưa cái phiếu bà ngoại xịt tin có chốt chưa màu đen á. Trời ơi, bây giờ hỏi ra con ở bởi nó cũng coi. Con không hỏi. Rồi sơ mi đồng giá 250, tay ngắn và tay dài. Rồi tay ngắn có 3 màu nha, màu đen, màu nu với lại như là cái màu ở dưới là màu đen ánh rêu với mấy chế. Màu đen ánh rêu nha. Rồi đây sơ mi tay dài. Sơ mi tay dài là có 4 màu. Rồi em cho mấy chế xem nha. Đây sơ mi tay dài nè. Cái này là màu rêu đậm nè. Màu rêu đậm.
Rồi, màu xanh jean nè, sơ mi màu xanh jean nè. Rồi đây. Màu đen xám rồi mấy chế. Rồi với lại màu xám xanh. Đây sơ mi này là nó màu xám xanh nè. Rồi có 4 màu nha. Dạ với cho Nguyên để bên em kiểm tra lại chứ. Sơ mi này lại có size từ 60kg cho tới 80-85kg luôn. Đồng giá chỉ có 250. Cái chất vải không đẹp không lấy tiền nha mấy chế. Rồi thấy cho bà ngoại chị xin một bộ màu đen 65kg đi. Đúng rồi. Màu đen mã nãy hết rồi. Nhớ nãy có chốt cho bà ngoại chị xin đó, nhưng mà nhớ. Chế Thanh Vân cho em xin cân nặng chiều cao và số điện thoại đi chế ơi, để em dễ chốt size cho chế nha. Rồi em lên cái set bộ đen mặt. Chế Thanh Vân chốt áo cho em xin thêm cân nặng chiều cao và số điện thoại để em dễ chốt size nha chế ơi. Ủa đầm D4474 mà Phạm Thị Phúc hỏi kìa. Sếp đang mặc. Sếp đang mặc chế là lấy comment giùm em mã là S321. Sếp đang mặc. Lấy bao nhiêu ký vậy con? Ủa mã gì? Rồi. Sếp đang mặc mã là S326 thì mới chế. Sếp đang mặc mã S326. Giá 320. Dạ chế Thanh Vân. Từ 50kg cho tới 67-68kg. Chế Thanh Vân ơi, áo sơ mi nam là có size 3X tới 5X, 3X là 70kg, 65-70kg mặc nha chế Thanh Vân ơi. Chế nào có chiều cao á, là cái size này 70kg là mặc đi sang luôn. Là còn nữa rồi. Rồi sếp đang mặc. Có nha chế Mi Nga Trương ơi. Đây em đang mặc size những nick xanh lờ. Đây cái quần co giãn thoải mái luôn. Đây lần này chốt cho 55-57kg. Nó có chiều cao. Chốt này comment S326 kèm theo cân nặng chiều cao chụp mình. S326 kèm theo cân nặng chiều cao. Ê. Thôi mà. Rồi ok. Chốt này comment S326 kèm theo cân nặng chiều cao. Đứng chưa chụp kịp hả tư? Ừ vâng. Cái đơn này. Rồi, okay. Sếp Mi đang mặc mã là sếp 326 nha mấy chế. Chốt size từ 45kg cho tới 70kg. 326. Sếp là 326 tới 70kg. Giá 320 một sếp. Mấy chế ơi, mấy chế đừng có comment bộ đang mặc mà comment giùm em mã S326 kèm theo cân nặng chiều cao. Thảo Ngọc bỏ thùng giống mặt zoom vậy. Đây. Chữ này mặc đóng thùng là giống như dung gì đó mới chết. Dạ ok chế Trâm Nguyên. Rồi, em chào chế Thanh Văn nha. Rồi mã Mi đang mặc là S326. Em chốt mấy chế từ 50 cho tới 68-70kg tùy chiều cao. Giá 320 một set nha mấy chế. Đó, đồ này mà chế chế bỏ vô thùng là y như zoom luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Dạ chế Trâm Nguyên ơi, okay. Em có gửi địa chỉ trong inbox rồi đó chế ơi. Chất vải khung cao cấp. Mẹ chế chốt. Co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Comment giúp em. Mềm mịn luôn. Dạ bảo hỏi có 3X không? Sếp đang mặc là có size L 1X và 2X.
Dạ bảo 70 ơi, ký không... mặc được nha chế Tân Dương rồi. Dạ bảo 70 ơi. 70 ký là khác của em đó, mặc sáng nay quá trời luôn á. Bé chế chốt hàng comment giúp em. Nó coi vậy rất là mạnh luôn. S326 kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại. Giải thun này là thun cao cấp nha mấy chế, thun cao cấp, thun đẹp luôn, chuẩn luôn. Có mấy nào? Giá 320 một set. S326 từ 50 cho tới 70 kg tùy chiều cao, mấy chế nào chốt cho em xin cân nặng chiều cao và số điện thoại. Mã và rồi, màu nha. Em Vân lấy màu xanh với màu xám xanh, tay dài. Rồi. Ok chế Thanh Vân nha. Rồi. Chế Phạm Thị Phúc tay dài. Chế Phạm Thị Phúc lấy S326 thay mặt nha. Dạ sáng khoảng 9-10 giờ là shop mở cửa chế Trâm Nguyên ơi. Để tay vàng hay tay một ít à? Ủa lộn tay vàng. Để đâu rồi? Đây còn có 2 ít. Cái gì vậy? Đây 2 ít thanh lên. Rồi ok chế Thanh Vân. Số điện thoại 6761 có hai cái áo sơ mi nha. Ok chế Vân Trang Trân Thi sơ mi tay ngắn. Với Phương Nguyên Thi cho em một set này nữa. Comment mã giùm em kèm theo cân nặng chiều cao nha chế ơi. Vân Trang Trân Thi còn một cái ký đó đi. Cốt chân là S326 70 ký nè. Cốt chân S326 70 ký. Tam Thanh lấy chị sọc đen 53 ký 6. Chế Tam Thanh lấy mã S326 em đang mặc phải không chế Tam Thanh rồi. Tam Thanh xanh L. Nguyễn Phương lấy xanh L luôn. Dạ em có gửi trong inbox về đó chế Ngọc. Tây Ngọc ơi, áo sơ mi nữ có luôn nha chế Hậu Giang tỉnh ơi. Bích Phương Nguyên Thi làm mấy 6769 ký đó. À nó 6769 ký hả? Dạ chị. Để lát hồi lên áo sơ mi nữ nha chế Hậu Giang tỉnh ơi. Hoa nắng lấy bộ đen mặt 54 ký. Chế Xuân Nguyên ơi cho em xin cân nặng chiều cao để em dễ chốt size nha chế ơi. Rồi Diễm Phương Trần lấy S326 mặt 65 ký. Dạ để mi lên màu từ từ nha chế Thuy Pham ơi. Rồi chế Lâm Hồng Bùi lấy S326 68 ký. Ok chế Hậu Giang tỉnh. Cúc chân 3756 có hàng. Chốt tay từ 48 ký cho tới 70 ký mặt nha chế Trần Gái ơi. Phạm Thị Phúc 5344 có hàng. Chế Thao Kim ơi. Chế Thao Kim ơi 67 ký là có tay luôn nha chế ơi. Chế Nhất Phương Ngon sắp tới đâu. Dạ em chào chế Nhất Phương Ngon. Rồi Mi Trân Khánh 2 ký nè. Đang mặc có mấy màu chị ơi? Ngoại Kiều Kim 3665 ký. Rồi Bích Lan 3265 ký. Rồi rồi mã mi đang mặc là S326 nha mấy chế. Mấy chế chốt comment giùm em là S326 em chốt mấy chế từ 50 đến 68 kg. 70 kg tùy chiều cao. Mấy chế nào chốt cho em xin cân nặng chiều cao và số điện thoại luôn nha chế. Mấy chế mã và màu luôn nha. Em qua sọc. Qua sọc nha mấy chế ơi. Phạm Ngọc Hòa Hòa 7153 có hàng. Bích Lan 2995 có hàng. Bà ngoại Xì Tiên có hàng. Mi Chân 5580 có hàng. Rồi bây giờ Mi sẽ qua mẫu mới nha mấy chế ơi. Set Mi đang mặc giá 320. Bây giờ Mi sẽ qua mẫu mới nha. Diêm Phương Chân 4198 có hàng.
cũng 320 đồng, giá 320 nha mấy chế. Nhưng mà mẫu mà mẫu sọc khác nha. Này là 325, hồi nãy là 326, còn bây giờ là mi mặt là 325. Đồng giá 320 hết nha mấy chế ơi. 325, em cũng chốt mấy chế từ 50 tới 70 kg tùy chiều cao. 325, giá 320 một set nha mấy chế. Mấy chế nào chốt cho em xin cân nặng chiều cao và số điện thoại luôn, nhà mã luôn nha mấy chế ơi. Hoa nắng 578 ạ. 82 có hàng. Tam Thanh 59606 có hàng. Nguyễn Phương 1175 có hàng. Lên mãi giùm em. Hương Thủy 0971 có hàng. Set đang mặc giá 320, đồng giá 320, mã là 325 giúp em mấy chế ơi. S325 kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại. Lam Hồng Bùi 3155 có hàng. Bích Phương Nguyên Thi 8779 có hàng. Rồi cái này là S326 nè. Rồi đây mặt là S325. Chế Thảo Kim ơi, 67kg là vừa chế ơi. Chế Đặng Thủy Hương ơi. Tức là chụp hình. Em chưa qua tới mã 329 chế ơi. Chế chốt lại mã giúp em. Nãy giờ My có là mã 326, bây giờ là 325 thôi, chưa có không có mã 329 đâu mấy chế. Rồi. Chế thôi lấy comment giùm em nha. Mã là S325 kèm theo cân nặng chiều cao. S325 kèm theo cân nặng chiều cao. Đồng giá 320 một set nha mấy chế. Đồng giá 320 một set. Mẫu em là 47kg, 48kg chế Gia Bảo ơi. 1m55, 47kg. Là mẫu mi là chỉ có 47kg thôi chế ơi. Đây chặt hồng do y như zoom luôn mấy chế. Rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 320 một set thôi. Mấy chế nào chốt cho em comment cho em cân mã, cân nặng chiều cao và số điện thoại luôn nha mấy chế ơi. Đây là S325. 325 em chốt mấy chế từ 50 cho tới 70kg tùy chiều cao nha. Chỉ có 320 một set thôi mấy chế. Mấy chế nào chốt cho em xin cân nặng chiều cao, số điện thoại và mã luôn nha, mã đồ luôn nha. Ok chế TK. Mã 325 của chế TK 67kg. Nguyên bộ 325 nè. Nguyên Nguyên 325 là cái sọc lớn đây mà. Ta hãy đứa chồng. Còn đọc đấy, bé mới được. Em có nhiều tổng như chế Hai Nguyên ơi. Ngọc, đây Ngọc lấy 325 63kg mét rưỡi. Con thấy cho Tư một bộ 67kg 325. Rồi cho bộ nữa luôn. Rồi set mi đang mặc mã 325 nha mấy chế, comment giúp em. S325 kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại, đồng giá 320 một set nha mấy chế ơi. Chế TK số điện thoại 2652. Có em, một bộ 325 nha. Em chốt size từ 50 chơi tới 70kg tùy chiều cao nha mấy chế ơi. S325 đồng giá 320 giúp em. S325 cân nặng chiều cao và số điện thoại chốt đúng của Pháp có hàng liền nha mấy chế ơi. Đồng giá 320 một set. Kiểu này là mấy chế cái chất vải thun của nó siêu mềm mịn luôn nha mấy chế. Rất co giãn rất là thoải mái. Dạ luôn. Chế Nhất Phương ơi, em ở quận 8 đó chế ơi. Em ở thành phố mà ở quận 8. Rồi chế là lấy comment giùm em nha, cái mã này là S325 nha. 61kg, thấy một bộ 61kg, 325. Năm tám kg luôn. 61kg rồi, 58kg luôn. Chế Duyên Ngọc, số điện thoại 9553 có hàng. Trang Lê 9472 có hàng. Rồi, My sẽ qua mẫu mới nha mấy chế ơi, màu khác nha. 32 mấy con. Rồi đây lên mã S322. Rồi mẫu My đang mặc là S322, cũng từ 50 cho tới 70kg tùy chiều cao.
giá chỉ có 320 nha mấy chế. Đây màu khác, màu xanh rêu. Chế trao nguyên cho em xin số điện thoại chế ơi. S322 đang mặc là màu sọc ánh rêu nha mấy chế. S322 đang mặc. Chị mới vô. Là sọc ánh rêu. Dạ từ từ mới tới lên nha chế. Vi Chelly Chiu. Vi đã nói phải tôi đọc như tôi đọc. Rồi tôi biết như tôi đọc. S322 sọc ánh rêu đang mặc. Ok. Rồi S322 màu sọc ánh rêu. Chế nào lấy comment nha. 322 mã là S322 từ 50 tới 70 kg tùy chiều cao. 322 60 kg. Giá 320. 320 một bộ. 60 kg. Rồi chế Quỳnh Như cái điện thoại 7815 có hàng. Chế Loi Thi còn đầm 482 chốt ngực 96A86. Dạ cái đầm mấy cái đầm hồi đầu lai á thì để hồi nữa em kiểm tra nha chế ơi. 65 kg. 325. Rồi 325. Cha Nguyên 8149 có hàng. Có nhà chế Ngọc Tiên Ngọc ơi. Nhiều nguyên vàng. Rồi 325 65 kg nè. Tiếp. Em đang mặc là mã S322 nha. Rồi em cầm lên lại là mã S325 nè. S325 nè. Rồi đây nha. Này là mã S326. 325 53 kg rồi. 325 53 kg. 325 53 kg hả? 322 65 kg mới 65. Đây 325 53 kg. 53 kg. 65 kg mới 65 322. Rồi 322 chế Nguyễn Phương số điện thoại 1175. 65 kg. Có 1325. Rồi thêm cái 65 kg mới 55 luôn. 322 luôn hả? Đúng rồi. Ngọc Yên Trân Thi 3719 có hàng. Cha Nguyên 8149 có hàng. Rồi chế là lấy comment nha. Hậu Giang Tỉnh màu ánh rêu 1m671 kg, ngực 100 eo 95 mau 105 vừa không. Đây. Đây Hậu Giang Tỉnh nè. Đây. Đưa bật đi. Rồi chế Hậu Giang Tỉnh số điện thoại 6159 có hàng luôn nha. Rồi chế nào lấy mã comment nha. Rồi chế Hương Nguyên ơi, My sẽ lên từ từ nha chế ơi. 70 kg. S322 70 kg. Rồi chế Cúc Quynh có điện thoại 5789 có 322 nha. Đây 326 nè. 326. Rồi em lên cái mã sọc mới nữa nha. Mày cho một mớ đó đi đi. Tấm đi tóc. Rồi. Hồi đầu lai quên. Giờ tôi luôn. Rồi bây giờ My cứ qua mẫu mới nha mấy chế mã cái set bộ đó nhưng mà qua cái màu mới nha. 32 mấy coi. Rồi lên tiếp tục. Mã 324. Rồi mẫu My đang mặc là S324 nha mấy chế. Đây là màu da. 324 từ 50 tới 70 kg tùy theo chiều cao. Rồi mấy chế nào chốt mã này thì cho em mã cân nặng chiều cao và số điện thoại luôn nha mấy chế nha. Rồi 324 sọc đen xám. 324 đây mã 324. 324 là sọc sọc đen này giống như mà lâm chuột đó mấy chế. Rồi chế nào comment chốt hàng comment mã S324 chụp hình. 322 màu riêu 59 kg con. Một ít. Ồ.
sao 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 rồi em đang mặc mà S324. Ủa sao vậy? Ủa ủa Trâm ơi, sao in nó ra, in nó ra này không, nó không có ra phiếu đâu Trâm. Rồi đang mặc là S324. Rồi ok rồi 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 mới ra hai cái này. Đang mặc là S324. Rồi rồi được rồi Trâm ơi. Nè cái cục đen thôi. Tôi chốt cho Nguyễn Thảo không? Đúng rồi Nguyễn Thảo 59 màu riêu 322. Nè đi chị My đưa đi. Con mới băng qua là đã tư. Nè 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 con. Rồi đây mặt là S324 dùm em. 58kg. Đọc lên con, đọc tên nó lên. 324, 58kg. Nè, đọc tên này nè. Nguyễn Thảo 32797 có hàng. Dạ có xếp đùi nha chế Hương Nguyên ơi. Dạ shop em ở thành phố Hồ Chí Minh nha chế. Hello Cushy. 324, 53kg. Dạ đúng rồi chứ Hồng Nguyễn ơi, sắp em ở Phạm Hùng quận 8 ha, giáp Bình Hưng Bình Chánh. 324, 58, 59kg, dạ. 2 bộ. Chế thì chen thôi, em không có mặc lại được đâu chế ơi. 70kg. Đâu, anh đi. Rồi, hoa xe dung gì nè, khách cũ nè, lấy mã 324. Dạ đúng rồi chế Hồng Nguyễn ơi. Nó nghe nè bạn ơi, thảy đây đây ngô xe dung 59kg. Đi bỏ ra đi. Nè hô xe dung nè. Rồi 70kg. Chế hô xe dung 70kg 324. 324 cây mặt là 70kg nè. Rồi đi. Tâm Dương 4537 có hàng. 58kg 324. 324 28kg nè. Nguyễn Hằng 58 0763 có hàng. 67kg 324 luôn. 67kg. Chế Nguyễn Hằng số điện thoại 0763 có hàng. Hai Nguyên 9580 có hàng. 67kg. 322 riêu 58kg còn không con? 322 riêu 58kg. Đây thấy đây luôn. Rồi ok chế Nguyễn Lánh số điện thoại 6627 có hàng. Rồi chế nó lấy này nó comment nha. Cái người này sao rồi? Đây, cái người này sao rồi? Rồi đưa cho Trâm nha. Chị ơi coi chừng hả? Dịch có cái tiếng. Sáng gọi lại lần nữa. Dạ đa đầm để My lên từ từ nha mấy chế ơi. Này còn nhiều lắm á My. Qua luôn hả? Đúng rồi. Đây luôn hả? Rồi bây giờ My tính lên mẫu phát nha mấy chế ơi. Dạ em có gửi địa chỉ trong inbox rồi đó chế Hồng Nguyễn ơi. Em 32463 kg. 324 có lên áo nam nha chế Ngọc Tiên ơi. Ra ra dở lên em ơi, dở cặp ra ở dưới phần này gì vậy, rút cái cặp ở dưới này nha em. Như còn này nữa kìa, cái con tải này kìa. Dạ ở thành phố ship 20 nha chế Thúy Nga Trịnh ơi. Đi ơi
324 con, 63 kg. 63 kg với 53 kg. 53 kg. Ok. 324 63 kg. 324, 53 kg. Dạ, 53, em có cho địa chỉ trong inbox rồi nha, chế Huỳnh Hoa ơi. 53 kg. Rồi, ok, chế Thi Farm có điện thoại 6552 có hàng. Phí Nga Trịnh 5624 có hàng. Nguyễn ơi. Rồi sếp đang mặc có 3 màu nha mấy chế, màu đỏ. Màu sếp. Đỏ, màu vụ nho với lại màu đen. Chốt xài tới màu đỏ, màu vụ nho với màu đen, cái đó để xin được cái đất gì đó. Đất gì con? Chốt xài tới nhiều. Nó để chia xài theo cặp này. Dạ có lên đầm nha chế Trang Thu Trang ơi. Rồi sếp đang mặc có 3 màu. Mã. Mã. Xài. Dạ. Rồi chế nào lấy sếp đang mặc cùng bên dùm em nha. Mã là S272. Từ bao nhiêu ký thôi, cũng vậy luôn thôi. Lấy bao nhiêu ký? Sếp đang mặc là mã S272. Có size từ 50 kg cho tới 67 kg. 65-67 kg. Rồi bây giờ mã mi đang mặc là S272 nha mấy chế. 272 từ 50 cho tới 70 kg tùy chiều cao nha. Đằng sau lưng có dây kéo nha. Giá 270 một set nha mấy chế. 270 một set gồm có 3 màu nha. Nó có 3 màu, màu đỏ. Màu gì nữa không? Màu đỏ, màu nho, màu đen. Rồi gồm có 3 màu, màu đỏ, màu nho, màu đen. Giá 270 một set nha. Mã là S272. Ok, 272 từ 50 cho tới 70 kg tùy chiều cao nha. Rồi, chào chế Phan Cao Lâm. Mã mi mặc S272 giá 270 một set nha mấy chế. Em chốt size từ 48 kg cho tới 70 kg tùy chiều cao. Giá 270 một set, mã là 272 có 3 màu đen. Màu đỏ, màu đen và màu nâu. Màu nâu. Đỏ 60 kg. Rồi chốt hàng comment S272. Rồi chế Ngọc Thơ Do màu đỏ. Comment S272. Cho bộ đỏ 7. Đỏ 60 kg. Cho bộ đỏ 7. Rồi chế Ngọc Thơ Do màu đỏ. Đỏ 7 tại. Dạ. Chế Thanh Tuyền ơi, chế Thanh Tuyền cho em xin số điện thoại luôn chế Thanh Tuyền ơi. Sao 7 kg vừa luôn nha chế Lê Thảo ơi. Rồi đây màu đen. Có màu đỏ, màu đen với lại màu nho. Rồi chế Ngọc Thao Do có màu đỏ nha. Màu đỏ, màu đen với lại màu nho. Rồi chế Nguyễn Phương màu đỏ 53 kg. Đây. Nguyễn Phương màu đỏ 53 kg. Rồi bỏ vô luôn. Nguyễn Phương màu đỏ 65 kg, số 3. Màu đỏ 65 kg. Ui, nhiệt tình quá nhỉ. Rồi, xếp đây mặt có 3 màu. Rồi, chế Thu Ba điện thoại 2777 có màu đỏ nha. Màu đỏ, màu đen với lại màu nho. Màu đen 67 kg. Màu đen 67 kg. Ok. S272 kèm theo màu và cân nặng chiều cao. S272 kèm theo màu và cân nặng chiều cao giùm em. Chế Lê Thảo ơi, chế lấy màu nào chế Lê Thảo ơi. Chế cho em cân nặng chiều cao số điện thoại rồi nhưng mà chế không cho em là màu nào hết chế ơi. Rồi em inbox địa chỉ qua cho chế Thí Nga Trịnh rồi nha chế ơi. Chế Lan Mai số điện thoại 6977 có hàng. Chế Lê Thảo cho em xin màu nha. Rồi, 52 màu đỏ.
Đê thảo màu đỏ. 52 ký màu đỏ nè. Lê này là thun cao cấp nha chế Thúy Lê ơi. Cái này con thảy cho Tư là 52 phải không? Đúng rồi. Ok, chế thanh tiền nè, đây thảy cho. Đọc cho con thảy. Chế lê thảo màu đỏ. Thanh tiền 4446 có hàng 67 ký. Rồi, chụp hình cái này con đi dọn về đi. Nhiều quá để chị đi lấy. Chị tắt cái quảng đó chị. Chụp hình đi. Rồi, 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 ok. Rồi, đưa chị lên chốt đi. Trời ơi, cái thanh tiền mày mới cầm đâu rồi đi. Thanh tiền tao lấy lại đi. Đổi lại màu nho đi. Trời ơi, đẩy nó đi, đổi lại màu nho mới đứt. Một ít không? Thanh tiền 5 mấy ký á, 52 ký á. Bỏ xíu vào đây. Rồi. Rút cái cọng dây xong. Rồi, chế Nguyễn Phương thêm một màu đen nữa. Rồi, Nguyễn Phương. Nguyễn Phương 53 ký thêm màu đen. Đúng rồi. Ờ, Lê Thảo 67 ký mét rưỡi. Rồi chế thanh tiền đổi qua màu nho màu rồi. Nho, nho 63 ký. Rồi chế Nguyễn Phương có một màu đen nha. Số điện thoại 1175. Chế tiền bích màu nho 63 ký. Xin lá để em lên mẫu khác nha chế Thu Ha ơi. Nho 63 ký. Nãy con đổi con có lấy phiếu ra chưa đi. Rồi. Rồi chế tiền bích 6225 có hàng. Rồi Lê Thảo lấy 67 ký mét rưỡi lấy màu nào? Nhẫn đỏ, 70, đỏ, đỏ. Màu đỏ 58 ký. Lê Thảo lấy màu đỏ nè bây. Phạm Ngọc Hòa Hòa 63 ký. Con ơi đỏ 58 ký. Phạm Ngọc Hòa Hòa lấy màu nào? Đỏ 58 ký nè. Phạm Ngọc Hòa Hòa là đỏ 58 ký đó. Rồi Lê Thảo có màu đỏ nè. Cái này là 57 ký 58 ký phải không? Rồi lấy hai bộ 3X màu đỏ với màu đen. Nguyễn Lánh số điện thoại 6627 có một màu đỏ nha. Chế thì trang cho em xin con nặng chiều cao chứ. Lê Thảo số điện thoại 4110 có hàng. Rồi Dương Huy cho mỗi đơn mấy. Chị My hỏi đi hỏi cho em rồi. Thì trang cho em xin con nặng chiều cao nha chế ơi. Dung My 4426 có hàng. Phạm Ngọc Hòa Hòa lấy đỏ. Huy Lâm lấy màu vụn nhỏ hay. Diễm Phương Trân 4198 có hàng. Rồi Nguyễn Anh lấy màu đỏ 65 ký đây. Phạm Ngọc Hòa Hòa lấy đỏ chị. Dạ chế Ly Trinh ơi, cho em xin số điện thoại luôn chế Ly Trinh ơi. Phi Lâm 8959 có hàng. My Đăng Mạch là giá 270 một set nha mấy chế. Tâm Dương có màu đỏ chưa? Đồng giá 270 một set. Rồi chế Phạm Ngọc Hòa Hòa lấy màu đỏ nè. Nguyên Anh 0526 có hàng. Dương Quỳnh lấy màu nho. Ly Trinh lấy màu đỏ cho em số điện thoại chế Ly Trinh ơi. 75 ký là không có cây nha chế Nguyễn Kim Hoa ơi. Phạm Ngọc Hòa Hòa 751 7153 có hàng. Chị mua cái đầm D481 gói chung luôn ha. Nguyễn Ngọc lấy màu nho hay. Diêm Phương Trân 4198 có hàng. Ủa chị Tâm Dương có hàng chưa chị? Chị đi quanh qua rồi đó. Rồi Kim Hạng lấy bộ đỏ. Ok chế thanh tiền để em coi coi rồi em coi cái còn đầm đó em gửi luôn cho chế nha chế thanh tiền ơi. Chế Ly Trinh cho em xin số điện thoại chế ơi. Tâm Dương chưa có đỏ. Chưa có. Tâm Dương. Chưa có hả? Rồi qua màu. Qua màu đen nha mấy chế. Dạ chế Tâm Dương ơi để ngày mai em kiểm tra lại rồi em báo cho chế nha chế ơi. Rồi cái xế này đằng sau lưng có dây kéo nha mấy chế. 55 ký màu đỏ chị. Con màu đỏ một ít thôi. Dương Quỳnh 2776 có hàng. Thúy Lê 0572 có hàng. Đó 55 ký đỏ đó. Dạ, dạ. Thì Trang số điện thoại 6342 có hàng nha. Có một màu đỏ. Ok rồi, chế Tâm Dương. Ok chế Lý Trinh 59 ký màu đỏ. Nguyễn Ngọc 7798 có hàng. Dạ để mi lên mẫu từ từ như chế Hà Mi ơi. Màu đỏ 59 ký con. Đâu? Này có. Kim Hạng 0680 có rồi. Hàng. Lý Trinh có điện thoại 3044 có hàng.
Rồi đây lên màu đen. Đây lên màu đen chế là lấy comment nha. Chào bạn nha. Ok. Rồi đen đang mặc comment giùm em S272 đen kèm theo cơ ngạnh chiều cao. S272 đen kèm theo cơ ngạnh chiều cao. Màu nha, bắt hợp 63kg. S272 màu nha. Rồi. Ok, chế bắt hợp 63kg. 63kg cho mấy mấy thôi. Bắt hợp á. Ok, chế bắt hợp số điện thoại 5288 có hàng nha. Có lên đậm nha chế Minh Thanh ơi. Chế bắt hợp cao bao nhiêu đi chế bắt hợp ơi. Màu đen 67kg. Màu đen 67kg là 157. Màu đen 58kg. Rồi chế Nguyễn Hạnh 5191 có hàng. Màu đen 58kg. 58kg. Đỏ 67kg. Đỏ hết. Đỏ em hết rồi chế Thu Lê ơi. Chế bắt hợp ơi, chế cao 1 mét mấy nha chế ơi. Đỏ hết xe lớn rồi nha đi. Chinh Quanh số điện thoại 9339 có hàng. Đỏ còn 1 ít cho 2 ít. Rồi màu nho. Thu Lê ơi, đỏ em hết xe lớn, chế qua màu khác giúp em. Chế Thu Lê lấy màu đen hoặc màu nho giùm em nha. Chế Thu Lê ơi, còn màu đen với màu nho chế lấy được không chế ơi. Rồi màu nho đây chế nào lấy comment nha. Bộ mi mặt là từ 50 cho tới 70kg thì chiều cao nha chế My Lay Thi ơi. Màu nho này là chế Quỳnh Ngọc ơi, làm My cứ lên từ từ nha chế ơi. Rồi ok con. Rồi đồng giá 270 một set nha mấy chế. Đồng giá 270 một set. Rồi chế là lấy màu đen nữa comment nha. Màu 120 vậy. Chế là lấy màu đen nữa comment. Rồi chế bất hợp số điện thoại 5288 có hàng. Rồi S272 đen giùm em. S272 đen giùm em nha. Rồi qua màu nho. Chế Thu Lê ơi, chế Thu Lê lấy màu đen và màu nho được không chế ơi? Đen 67kg. Màu đỏ là hết rồi chế Thu Lê ơi. 67kg. Rồi đây đây. Rồi chế Phan Hảo 5735 có hàng. Rồi set này đằng sau lưng có dây kéo luôn nha mấy chế. Chế bắt hợp 1m6 á. 1m6 chế bắt hợp nãy hỏi á. Là bắt hợp nãy giờ chút màu gì kìa. Đó tôi mới đẩy bắt hợp. Nè bắt hợp nè. Hai Nguyên nho, màu nho 67kg. Màu nho mà con chốt cho 3x được chưa? 1m6. Nhớ cái túi chế hạt đỏ đấy, để lại sao thấy chưa? Sao? 2x hả? Nè chụp nè, màu 3, này 3x nè. Đi cho con thể vô. Đây xếp này sao lưng có gì kìa? Màu đen 63kg. Thấy đây. Màu đen 63kg. Bây giờ bây giờ bây giờ. Hả? Rồi ok, chế My Lay Thi số điện thoại 5957 có hàng. Chế Ly Trinh lấy thêm một đen 59kg nữa. Hello Kitty có gửi qua mã like không em? 59kg. Rồi em lấy lên màu nha. Chế Ly Trinh số điện thoại 3044 có thêm một bộ màu đen nữa nha. Có gửi qua mã like. Dạ chế ơi, chế ơi, nhờ dịch vụ giùm em nha, chứ bên em là mà chị. Dạ chế tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Cái gì? Chế gì? Jacket Pullover gì đó. Bên em là gửi 75kg. Nói chung không là chỉ ở Việt Nam thôi. Ở Việt Nam để đây cũng giao được đó. Đọc coi đi. Chế gì? Rồi chế Hai Nguyên là lấy màu nho nè. Chế gì? Jacket Julia. Lấy màu đen xa lớn nhất. Chết Julia ơi, 75kg là không có size chế ơi. Chị Ngành nó biết em mà em không biết nữa. Rồi Phạm Ly lấy màu Hai Nguyên 9580 có hàng. Phạm Ly có màu nho 52kg. Rồi Thi Lâm 70kg nhưng mà cao 1 mét mấy lần chế Ngọc Nương ơi. Chế cho em có chiều cao đi để em biết em chốt. Thi Nguyên 6573 có hàng. Thu Lê lấy màu nho
Phạm Ly 7865 có hàng. Mình lấy màu đen cho lớn. Ok, chế thì nghiêm chốt màu đen rồi. Chế thi Lâm số điện thoại 8959 có hàng. Dạ có 3 màu nho đỏ đen nha chế Nhung Nguyên ơi. Rồi ok. Mã may mặn là S272. Từ 50 tới 70 kg thì chiều cao nha mấy chế, gồm có 3 màu. Màu đỏ, màu nho và màu đen. Mấy chị nào chế nào chốt cho em xem. Giờ cũng giờ còn có màu màu nho với màu đen thôi, màu đỏ là hết rồi. Dạ chế tên Tiến Hoa ơi, 75 kg không có hàng. Cái nhỏ hả? Màu đỏ còn một ít chứ hay. Rồi. Đây nha, đây mặt. Nho 59 kg. Đây mặt là màu nho. Nguyễn Thảo nho 59 kg. Mét 6 nho 59 kg. Đây ok, rồi nho 63 kg nữa. Ủa nho 59 kg mét 6. Bi với tôi khác nhau hả? Khác. Vì tôi lấy gì? Nho tôi là nho 59 kg. Em cũng 59 kg luôn. Bi là 59 kg. Chế Kim Thanh số điện thoại 3054 có hàng. Nguyễn Thảo 27. Ủa mà thấy gì lung tung vậy? Của Bi nè. Nho 59 kg. Có 3 kg đâu. Màu gì? Màu nho đó. Nè chả nè. Đó, chả gì quanh nè. Kìa. Ơi hãy tung tung biết được đâu để tư hỏi đi. 63 kg á. 59 kg hay ít hả? 63 kg hả? Ừ đúng rồi, thấy đây. Rồi chế Nguyễn Thảo 2797 có hàng. Rồi đây mặt còn đen. Ủa gì vậy? Đây mặt còn màu đen, màu nho còn có thêm một ít rồi. Dương Quỳnh 2776 có hàng. Mi Lê Ni số điện thoại 5957 có hàng. Rồi đen còn size 1X, 2X và 3X nha. Thu Lê 6716 có hàng. Nguyễn Lánh lấy 272 đen, xả bộ đỏ dùm nha sớp. Nguyễn Lánh. Trời ơi bây giờ là xả rồi sao kiếm. Rồi đây nha, mã 272 đỏ. Đen 51kg. Màu nho 68kg. Nhiêu ký? Màu nho 68kg. 51kg. Đen nè. Ủa sao giống nãy nói chốt cái gì ta? Tâm Bùi. Màu nho 68 kg. Rồi chế Thanh Tâm Bùi. Màu nho hết 68 kg. Có hàng. Nhung rồi, Nguyên. Màu nho là 55 kg. Nho 3 ít còn không? Nho 55 kg, nho 3 ít hết. Dạ. Rồi, vừa chế Nguyễn Giao số điện thoại 4086 có hàng. Đang nho đang mặc em hết cho 3 ít nha chế Nhung Nguyên ơi. Giá 270 một set nha chế Bích Tuyên Huynh ơi. Rồi đang mặc. Đang mặc còn màu đen đủ size. Đen mặt còn màu đen đủ size nha. Chế nào lấy comment S272 đen. Kèm theo cân nặng chiều cao nha. Trời ơi, chế Nguyễn Lánh lấy đỏ. Lấy đen xả bộ đỏ. Màu gì? Nguyễn Lánh nhiêu ký? Nguyễn Lánh. Giờ nguyên cái đống đó giờ kiếm rồi. 58 kg. 58 kg. 1m50. Nguyễn Lánh hả? Rồi để đây con rồi. Có 70 kg không kìa. Có. Nho 57 kg. Nho 57 kg hết. Đen 70 kg. Sốt cái chui này không còn nữa chăng? Có một cái mà cho cái chui này luôn. Đen 70 kg. Hôm bữa quá trời mà cái này có 70 kg. Cái này gì nữa vậy chăng? Rồi nữa cái nữa hay chăng? Rồi, chế nào lấy màu đen nữa comment nha. Thi Hành Chân 9556 có hàng. Nguyễn Tiết Hàng. Rồi lấy một bộ mi đang mặc là màu vụ nho. Nguyễn Tiết Hàng. Nguyễn Tiết Hàng có bộ mi đang mặc. Rồi đâu? Ơi con. Chạy mới cho mình. Rồi Nguyễn Tiết Hàng nè. Bộ mi. Chế Kelly anh ơi, màu nho em hết rồi chế ơi. Rồi vậy là màu nho em hết sạch sẽ. Bây giờ em còn màu đỏ mà xây nhỏ hả? Còn màu đỏ với màu đen. Màu đỏ với màu đen. Rồi chế Nguyễn Tiết Hàng. Số điện thoại 2553 có hàng. 57 kg đen còn không? À. Cho em một cái. Đó. Chế Vi Nguyên ơi, đầm beo nào là chế thích thì chế chụp hình gửi inbox giùm em đi là ngày mai sẽ coi rồi liên lạc lại với chế nha. Rồi Hạnh Đào 5929 có hàng. Thôi ơi, còn lát con làm cái bộ đỏ Nguyễn Lánh 74 nha. Mấy cái xếp này ở đây là gì vậy ta? Lên nè. Cái bộ thương hồng quốc là có quá trời hậu luôn nè. Sau 3 kg màu đen. Sau 3 kg màu đen thì đúng rồi. Vì là Nguyễn Lánh không có ở đây rồi. Sao làm bộ đồ luôn rồi. Đúng rồi.
những lánh mật nào kêu nhân nó đi kiếm cho cao ba là 7 phần. Rồi lên xếp bộ lên này nha. Đồ đỏ ở đây con làm hết rồi. Rồi lên xếp bộ. Ok chị nghe đi Oanh. Thì Trang vo cho em xin cơm nặng chiều cao. Tên Nguyễn Lánh đó, đưa tên nhân. Hàng Nguyên 9637 có nè. Màu nho 58kg. Còn không? Hết, sạch màu nho tôi ăn hết sạch. Ở đây hay lâu rồi tên. Được không ở đây đúng không? Ừ. Rồi. Màu đỏ còn 1x và 2x. Màu đen cũng vậy luôn. Màu đỏ với màu đen còn 1x và 2x nha. Nguyễn Lánh nè, đây. Ủa này Nguyễn Lánh đâu? Đâu có lấy màu màu. Rồi đi chung chung bỏ vô đi. Để lọc lại. Nguyễn Lánh đâu có bộ màu đỏ. Nguyễn Lánh hồi nãy là chỉ có bộ. Nho em hết nha, chế bớt tiền thôi ơi. Ủa chế Nguyễn Lánh thôi, hồi nãy chế đâu chế? Ủa Nguyễn Lánh. Rồi lên xếp bộ thun Hàn Quốc cao cấp. Đúng rồi, cái này nè, nhưng mà nãy giờ chưa có một bộ đỏ phải không? Lên xếp bộ thun Hàn Quốc cao cấp. Rồi cái chất vải này mặc không ghiền, không lấy tiền cho nó chế. Có nhiều màu lắm. À, vậy là nãy giờ chưa có. Rồi đây mặc là màu vàng nha. Chế nào chốt xếp đang mặc rồi mình giùm em. Thế là chốt cái đây mặt rồi mình em S33 vàng kèm theo cân nặng chiều cao. S33 vàng kèm theo cân nặng chiều cao. Chốt xài. Ok. Rồi. À, có nhiều mẫu nha chế Trần Nhi ơi. Hả? Rồi có size L tới 6X. Mã gì đây? Sếp đang mặc có size L cho tới 6X tương đương từ 48kg cho tới 80-85kg. Có 75kg vừa luôn chế ơi. Rồi sếp may mặc. Sếp được loại gì vậy con? Sếp 33 vàng. Vàng. Có nhiều màu nha mấy chế. Em sẽ lên màu từng màu một nha. Chất thun Hàn Quốc cao cấp mặc một lần là một đời luôn nha mấy chế. Rồi chất vải thông đẹp không lấy tiền nha. Set Hàn Quốc Mi đang lên, mã là S33, giá 330 một set nha mấy chế. Em có size từ 48kg cho tới 80-85kg luôn mấy chế ơi. Ủa con đỏ còn có 45kg không? Hồi nãy đỏ 45kg. Đó là con mặt ít nè. Rồi đây này hãy đây. Rồi chụp nha. Rồi chế Nguyễn Thị đây Úc là... tiếp. Số điện thoại 1736 có một bộ màu đỏ nha. Bất tiền hình cho coi lại đây. Rồi chế đây mặt em sẽ lên màu cho mình chốt nha mấy chế. Dạ để mi lên mẫu từ từ nha chế Trần Nhi. Em đây mặt size nhỏ nhất là size L. Cái chất vải thun Hàn Quốc này chế nào mà mặc qua thử một lần rồi là chỉ có nhiều nhưng mà thôi nha. 70kg siêu đẹp luôn. Sếp đây mặt có size từ L cho tới 6X. L 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X. Có tới 7 size lận nha mấy chế, vui giùm em nha. Chốt từ 48kg cho tới 85kg nha. Sếp đây mặt chốt từ 48kg cho tới 80-85kg luôn. Chuyển tiết hàng cho chị xã. Bỏ bộ đỏ này đi hả? Nãy giờ Nguyễn Tiết Hằng có màu đỏ không? Nguyễn Tiết Hằng có màu vụn nho, không có màu đỏ. Rồi, set Mi đang mặc mã là S33, giá 330 một set. Em chốt size từ 48kg cho tới 85kg luôn nha mấy chế. Giá 330 một set. Có đúng rồi chế nha. Đúng rồi chế Nguyễn Lánh ơi, em cho em chốt cho chế hai bộ á, một bộ rêu với một bộ đen rồi đó chế ơi. Rồi, set đây màu nho em hết nha chế bé Kem ơi. Chụp hình chưa? Dạ chế Nguyễn Linh ơi, My sẽ lên từ từ còn nha chế Nguyễn Linh. Còn chế Thu Ba ơi, màu xanh lá này bạn là sao chế ơi, chế chốt nào chế ơi. Rồi Lan Mai lấy màu vàng 70kg nè. Bé Kem xin Hàng lại số điện thoại nha chế ơi. Có Nguyễn Tiết Hằng, Nguyễn Lánh là tên tử rồi. Còn Nguyễn Tiết Hằng đó là bỏ ra, coi có Nguyễn Tiết Hằng bỏ ra mình xin nha. Đỏ hả Tân? Ờ, bộ đỏ. Đỏ đi qua rồi.
ba. Ba lít hả? Màu vàng á. Ngô Thị Cảnh ơi, cho em xin cân nặng chiều cao chế. Ngô Thị Cảnh ơi. Rồi, chế Lan Mai có xếp vàng. Rồi đây em có màu xanh đen. Chế là lái comment S33 xanh đen. À, xả cái bộ vụ nho đó. Chế Nguyễn Tiết Hằng xả bộ vụ nho ra. Rồi mấy chế ơi, mấy chế chốt cho chắc giùm em nha chế ơi. Chế mà bây giờ nhiều quá rồi tùm lum hết. Giờ xả tụi em kiếm lại cực lắm. Mấy chừng màu vàng 57 chế cho mấy xa 4. Nha em nha, cho Nguyễn Tiết Hằng xả bộ vụ nho ra. Chế Ngô Thị Cảnh cho em xin cân nặng chiều cao. Thu Thu Huỳnh hồi trưa mình gọi shop đặt áo xin mi sọc tay ngắn gửi mình chưa? Dạ chế Thu Thu Huỳnh ơi, ngày mai em mới gửi được nha chế ơi. Áo xin mi tay ngắn em mới về thêm 3 màu nữa kìa, chế lấy luôn không? 3 màu quá trời đẹp luôn, có 250 à. Chưa dùm chế cái áo xin mi tay ngắn. Chế Thu Thu Huỳnh em đợi chế lên nãy giờ nè. Đây xin mi tay ngắn kia là em chốt cho chế rồi nha. Rồi còn xin mi tay ngắn thì em mới về 3 màu nha. Đây, màu đỏ đô nè, màu nu nè, rồi với lại cái này dạ, 75kg có tay luôn nha chế, đẹp lắm luôn á chế. Đây cái này thì em có đủ size luôn nha, đủ size luôn từ 65kg cho tới 80-85kg, chỉ có 250 thôi. Chế Ngô Thị Cảnh, Ngô Thị Cảnh cho em xin cân nặng chiều cao. Cái bé kem lấy màu đỏ màu nho 63kg nữa. Rồi cái bé kem có bộ màu đỏ nè. Chế Lan Mai 6977 có màu vàng. Rồi, và màu xanh, màu xanh đen. Chế Tiết Hằng ơi, chế nói là lấy lại S34 vàng nha. Là sao gọi giờ chế chốt, chế nhắn vô nữa là lấy lại bộ vàng mi đang mặc nha. Là sao chế ơi? Tên gì tư? Ngô Thị Nguyễn Tiết Hằng. Nguyễn Tiết Hằng chốt bộ màu vàng con đang mặc đó. Trời ơi, hồi nãy đang xả bộ đồ ra rồi lấy 34. À, cái này S33 rồi mới lộn á. Là chốt bộ vàng con đang mặc đó. 55kg mấy sao. Rồi chế Lan Mai có màu xanh đen. Đây Ngô Thị Cảnh. Rồi anh phiếu Nguyễn Tiết Hằng đi con đi bộ đồ qua nè. Chị lấy thêm Ngô Thị Cảnh lấy S33 vàng 50kg mét 6 70kg. Ok chế Thương Thu Quỳnh có màu thêm màu rượu nho 70kg. CL còn CL có hai bộ hả? Nam tay ngắn sơ mi hả? Đợi tiếp nha. Nè đọc chưa? Đọc chưa? Rồi anh nhân thấy gì em đi cái đó coi làm đi. Rồi em lên màu xanh đen nha mấy chế. Rồi S33 xanh đen. Rồi hai bộ. S33 xanh đen có 7 size nha mấy chế ơi, từ L. Giá 330 một set nha chế Ruby Hoang ơi. Đây set đen mặt có từ size L. 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X có tới 7 size cho mình lượng nha mấy chế. Rồi tương đương từ 50kg cho tới 80-85kg. Hương Ngọc Lan cho em xin thêm số điện thoại chế ơi. Rồi S33 đen mặt xanh đen, chế là lấy comment S33 đen mặt xanh đen. Rồi S33 đỏ, đẹp xuất sắc luôn nha mấy chế.
Rồi, chế nào chưa từng mặc thử cái kết bộ thun hàng quốc cao cấp. Rồi đây nè, này bộ này của chế Nguyễn Tiến Hằng nè. Mặc nha. Rồi nãy thầy bộ vàng của chế Nguyễn Tiến Hằng. Mình chốt thử một set mặc thôi. Rồi, bắt đầu mình sẽ ghiền nha, bảo đảm luôn. Con kéo đó không được. À, con chụp này từ. Kéo nha, từ không có kéo ở đây đâu. Rồi đây em có cái tông màu này. Rồi, cái phiếu của chế Nguyễn Tiến Hằng đâu đi. Rồi, đây là cái màu xanh lam ngọc nè. Đó, màu vàng của chế Nguyễn Tiến Hằng. Màu xanh lam ngọc, chế nào lấy comment nha. Màu xanh lam ngọc. Ủa xe lượng còn bộ nào không? Màu vàng á. Diêm Phương Chân chị Thủy bỏ bộ đồ màu sọc tím than nãy nha em. Này hai bộ. Tên gì? Bộ. Tên gì vậy? Diêm Phương Chân. Cái Diêm Phương Chân ơi, nãy giờ qua quá trời lâu rồi, vui lòng đừng có xả ra giùm em nha chế ơi. Nãy quá trời khách chốt mà không có. Rồi em đang mặc nè, có màu vàng. Buông lại giùm bộ vàng. Buông ra. Vậy chế Cúc Quynh ơi, chế lấy màu đây, chế nào lấy màu xanh đen nữa là ba bộ phải không chế Cúc Quynh, nếu đúng thì ok giùm em nha. Chế nào lấy này comment giùm em là màu lam ngọc. Màu lam ngọc nha. Lan Lương cho em xin màu đi chế ơi. Rồi đây, màu đỏ. Em đang mặc là màu xanh đen, hồi nãy em mặc là màu vàng. Chế Cúc Quynh mới comment cho đỏ. Em màu vàng, màu đỏ, bây giờ là màu xanh. Vậy là ba bộ phải không chế ơi. Rồi màu vàng. Ok. Rồi màu hồng. Rồi chế nào lấy màu nào comment nha. Có tổng cộng rồi, là okay, 5 màu. Ok, chế Cúc Quynh lấy 3 bộ nha mi. Chừng nào có chế Nguyễn thì Tiết Hằng, Nguyễn Tiết Hằng thì đẩy đây. Áo sơ mi màu xám 75kg. Xếp bộ thun Hàn Quốc đồng giá 330. Có 5 màu. Màu hồng, màu vàng, màu lam ngọc, màu đỏ với lại màu xanh đen em đang mặc nha. Chế Ngược Nhung Nguyên lấy một bộ S 322 70kg. Đây. Con hỏi nó dài hay xanh đen. 322 70kg. Nhung Nguyên sắp đó cho chị. Rồi Nhung Nguyên. Ken thì hai ơi, cho em xin cân nặng chiều cao. Rồi Phượng Nguyễn Sóc Trăng lấy xanh đen dài dài em mặc tới 5 ký. Có bộ quá đen giả lẻ không? Trả lời đại đi Trâm ơi, trả lời là từ từ mi sẽ lên. Giá 330 nha chế Nguyễn Hiệp ơi. Nhung Nguyên 228 có hàng. Rồi Phượng Nguyễn có xanh đen, Phượng Nguyễn có vàng, có 5 ký. Rồi chế Hương Ngọc Lan lấy bộ đen 60kg 1m6. Áo mới về 250. Ủa? Đâu có bộ đen đâu, em đang mặc là màu xanh đen, em không có màu đen nha chế. Hương Ngọc Lan ơi. Chế Ngọc Tiên ơi, chế lấy tay dài hay tay ngắn vậy chế ơi. Rồi chế Phượng Nguyễn 2525 có hàng. Chế Hương Ngọc Lan lấy bộ đen là tao nhược, tao dựng mãi trước á, S24, 27, 272 màu đen 60-67kg còn không con. Hương Ngọc Lan lấy bộ đen S272 đúng không? Chế Ngọc Tiên ơi, chế lấy màu cho nào chế Phương vậy Ngọc... chế ơi. Chế lấy chế Phương Ngọc Lan là cái bộ đen S272 hồi nãy nha. Còn em đang mặc là không có màu đen nha, màu xanh đen nha. Chế lấy tay ngắn hay tay rồi, dài vậy chế Ngọc Tiên ơi. Quân 75kg mấy 6 nè. Ba bộ á con. Lấy S33 vàng, đỏ, xanh đen. Ok, đen. Ngọc Tiên lấy tay ngắn. Lan Mai 6977 có hàng. Thứ 5 rồi, thứ 4 rồi. Thứ 5 rồi. Bé Kem 9131 có hàng. Đâu lần này đâu. Cúc Quynh có 75kg có vàng đỏ nha. Nguyễn Thúy Hằng lấy chị bộ em đang mặc là màu xanh đen phải không chế Nguyễn Thúy Hằng ơi. Nguyễn Thúy Hằng lấy bộ xanh đen đúng không? Chế cho Nguyễn Thúy Hằng màu xanh đen này không đi. Rồi Nhung Nguyên có bộ 322 rồi nha chế Nhung Nguyên ơi. Hương Thu Huỳnh lấy màu xanh lam ngọc một lắm hả? Rồi chế Hương Thu Huỳnh có màu xanh lam ngọc một ký.
Còn đi ơi, màu đỏ chụp để đó. Ủa, Phúc Quỳnh hồi nãy có màu gì rồi? Màu vàng, mới lại màu đỏ, bây lấy thêm màu xanh đen nữa hả? Mi mi Phúc Quỳnh 75kg lấy thêm màu xanh đen. Đấy, xả ra. Xả không? Đúng rồi. Rồi, Chế Ngọc Tuyên, áo sơ mi màu xám 75kg. Ok, Chế Ngọc Tuyên. Rồi, Hương Thu Quỳnh 62kg kìa. Rồi. Vừa không kìa. Thêm bộ màu hồng 62kg. Ok, Chế Hương Thu Quỳnh. À, size 1 Chế Hương Thu Quỳnh cao bao nhiêu vậy? Size 1 ý là em chốt cho 60kg á. Chế Hương Thu Quỳnh ơi, Chế Hương Thu Quỳnh cao bao nhiêu vậy? Lê Thị Quỳnh lấy màu xanh đen 63kg. Ok, Chế Ngọc Tiên có điện thoại 1338 có cáo sơ mi ngắn nha. Rồi em qua màu nha. À, 272 màu đen 67kg còn không con? Màu đen 67kg, 272. Bộ 27 còn hai ít à. Ngọc Tiên. Đó. Chế Phương Lê ơi. À, 67kg là em hết tay rồi nha chế ơi. Chụp hình tư ơi. Tiên đưa ba áo sơ mi nãy cho chị xem lại sau lưng em trai. Ok chế Ngọc okay, Tiên. Rồi cầm cái dây áo sơ mi đưa đặt sau lưng cho khách coi. Cho người dạy hai đường. Tường 8. Ủa? Đó, 3 áo sơ mi tay ngắn nè. Chế nào coi áo sơ mi. Giá 250. Áo sơ mi giá 250 thôi, có màu đỏ đô, màu nâu với lại màu xám rêu. Để đó con kỹ liên quân. À đây là liên quân. Rồi chế nào lấy áo sơ mi thường minh giùm em nha, có size từ 65kg cho tới 80-85kg luôn nha. Chỉ có 250. Lê Thị Lan 61. Sơ mi tay ngắn. Em có 3 màu sơ mi tay dài, em có 4. Chế Thu Nguyên có điện thoại 2349 lấy X33 là màu gì vậy chế ơi? Giá 330 một set nha chế Nguyễn Hiệp ơi. Phương Thu Quỳnh. Ủa, set 1835 có hàng. Ai ông giả Thu Nguyên? Trâm bên nữa Trâm. Rồi có nói màu gì không Trâm ơi? Cho coi áo Thu Nguyên. Thu Nguyên nè, con in ra hai phiếu giống nhau luôn nè. Áo Thu Nguyên. Hả? Không có cổ làm sao. Rồi lấy cái dây vàng nè. Cổ làm sao? Áo thùng mới. Sao mà in hai phiếu dữ vậy? Áo thùng 6 màu á. Cúc Minh. Nè, màu vàng nè mi. Ờ rồi không có số ký nha. Em đang nặng chiều cao vậy Trâm ơi. Em đang mặc size L. Linh Nguyên cho em xin cân nặng chiều cao chứ ơi. 6 màu lên tướng thôi. Nguyễn Tiết Hàng 2553 có hàng. Yeah. Rồi. Màu vàng. Màu vàng như ký thư. Màu vàng 55kg. 1,5m. Ok, chế Hương Thu Quỳnh. Cúc Huynh 5789 có hàng. Con đỏ 78kg mét 55 giờ đâu. Rồi màu hồng. Chế Thu Nguyên có điện thoại 2349 có hàng. Chế nào lấy cho mình. Có à, để đâu. Xếp đang mặc có size tới 80kg, 85kg có chiều cao. Rồi em đổi lại cho chế Thủy Tiết Hằng rồi nha. Hương Ngọc Lan 1710 có hàng. Chụp hình. Ngô Thị Cảnh okay. 8586 có hàng. Huê Trần 8299 có hàng. Rồi Hương Thu Huỳnh nãy giờ có comment chưa? Comment gì? Xanh đen xanh lời. Rồi con ơi bé. Sao mấy? Bé Trâm nó mới đưa. Nó mới đưa, tôi mới đưa cho con. 6 lấy 1 ít. Rồi ok nè. Cái vật đơn nhé chứ đừng. Liêu Huỳnh có màu xanh đen xanh lờ nè. Không có gì hết con. Rồi Ken Sĩ Hai lấy màu xanh lam ngọc 60kg nè. Ken Sĩ Hai có màu xanh lam ngọc 60kg. Rồi Hương Thu Huỳnh lấy bộ màu hồng 1 ít. Bộ 272 á, 2X là bao nhiêu ký vậy My? 2X 60kg, 62kg. Ủa Thu Nguyên dạ, chế Phương Lê ơi, vậy là 2X là chỉ có 60-62kg à, chế Phương Lê ơi. Thu Nguyên chốt lời nữa mà. Hả? Thu Nguyên. Thu Nguyên mới rồi, màu hồng đang mặc chế là lấy comment. Màu vàng, mét 55kg. Đúng rồi. Xếp bộ màu hồng đang mặc chế là lấy comment. Rồi chế Thu Nguyên có rồi nha chế ơi. Rồi Linh Nguyễn lấy S 33 xanh đen và hồng
bao nhiêu ký thôi? Liên Huynh 51 ký. 4335 có hàng. Nghe không? Quên nữa bánh nè, nghe không? Mà canh đen nữa đâu còn nữa không ta? Kem Thị Hai 5804 có hàng. Rồi chế Linh Nguyên có màu hồng nha. Hương Thu Huynh 5835 có hàng. Chế Linh Nguyên có màu hồng nè. Thì bạn vừa mới hợp bánh 25 hợp 3 ít nè. Linh Nguyên 7659 có hàng. Thì xin Sáu lấy hồng đang mặc. Phương Lê lấy màu hồng 67kg nè, X33 nè. Trước thì tiên sáu 65kg, đã 6 nè. Thì tiên sáu có hồng đen mặt nè. Thì tiên sáu 3345 có hàng. Rồi, đây nha mấy chế. Size L là em còn màu đỏ, màu hồng với màu xanh lam ngọc. Rồi bây giờ em chuẩn bị lên màu xanh lam ngọc nha mấy chế. Còn màu xanh đen với màu vàng nữa nha. Còn màu xanh đen với màu vàng nữa, chế nào lấy comment nha. Rồi cháu gì mất tiêu rồi. Này nhiều bây giờ mới nó dịch mất tiêu rồi. À một tí nó xả ra rồi nãy. Một tí. Màu hồng 67kg, S33 màu hồng. Màu hồng 67kg. Rồi. Đây ăn bánh không? Đúng không? Rồi màu đỏ 78kg, to 1m55. Màu đỏ 78kg. Cái này là Lê Thảo hỏi nè. À, bộ nhé, vừa lấy một bộ nhé. 78kg, 1m55. Đây đây. Màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ, cái lớn nhất. Chế Phương Lê số điện thoại 1190 có màu hồng rồi nha. 8 ký cho 80 đi đúng rồi. Rồi chế Lê Thảo số điện thoại 4110 có hàng. Trả lại hai bộ của Hương Thu Quỳnh giùm em đi. Hương Thu Quỳnh đâu, trả lại hai bộ giùm em. Thanh Trúc màu hồng 60kg. Ở chẳng có màu gì với màu gì vậy? Dạ Hương Thu Quỳnh nè. Hai bộ luôn nè. Đúng rồi. Rồi phải làm hai bảy giờ đi. Để chưa mà tại nhân nó bỏ vô nó bắn đi. Ba chưa làm. Đây để lại hai ít nè. Rồi với lại bộ kim màu gì vậy Bi? Phải màu xanh lam. Ừ, đúng rồi. Nè, đưa đây đi. À, đưa bộ bỏ hai ít màu xanh lam hai ít. Rồi Hương Thu Quỳnh em đổi lại cho chế hai bộ hai ít rồi nha. Rồi màu vàng hồi nãy em ra mặc đầu lai rồi, bây giờ em qua màu nha. Rồi để em đi chốt hàng đi. Rồi qua màu xanh lam ngọc nha mấy chế. Cháo xanh lam ngọc nha. Nguyễn Quy nó đổi lại màu hồng say L trời. Nguyễn Huy nãy giờ con chưa sốt á. Màu hồng xanh là mẹ nói kìa. À, Thảo Ngọc lên xét lẫn kế nguồn diêm đó mi. Xét lẫn kế nguồn diêm là cái xét này nè. Lên xét lẫn kế nguồn diêm đó mi. Rồi em lên màu xanh lam ngọc nha mấy chế. Chị chốt cho Thanh chút đi chị. Bi đang cầm đó. Rồi lên màu xanh lam ngọc nha. S33. Để mặt con đi về đi. Rồi S33 màu xanh lam ngọc 330 một set nha chế Nguyên Bích Tuyền ơi. Ok. Rồi S33 màu xanh lam ngọc. Chất vải thun hàng quốc cao cấp. Rồi set này có 7 size nha mấy chế ơi, từ L
từ L cho tới 6X nha mấy chế. Tương đương từ 48kg cho tới 80-85kg luôn nha. Rồi chế anh Ngô lấy S27252kg m56 lấy màu nào chế anh Ngô? Màu đen hả? Màu đen còn một ít thôi. Rồi chứ anh Ngô có S272 màu đen 52kg. Đúng rồi. Rồi Tú Toàn Ngọc. Tú Toàn Ngọc lấy màu xanh đen 70kg. Nguyễn Huy lấy S33 màu xanh đen 57kg cao 1m55. Rồi Nguyễn Huy có S33 màu xanh đen. Rồi Lê lấy hồng 77kg 4762 có hề. Tú Tài Ngọc có xanh đen. Ngọc Huy lấy xanh đen 4x đen. Tu Tan Ngọc. Rồi chế 8059 có hàng. Chế Bele lấy hồng 75kg có lấy hồng 77kg có nè. Thanh Trúc lấy màu hồng 60kg 1m52. Nguyễn Huy 6400 có hàng. Rồi Thanh Trúc có màu hồng. Rồi chế Ngọc Huy có 733 có hàng. Số điện thoại 4977 có hàng. Màu hồng nè. Ngọc Huy 6282 có hàng. Màu vàng nè. Màu đỏ nè. Rồi bây giờ qua màu đỏ nữa nha mấy chế ơi. Ở thành phố xếp 20 ở tỉnh xếp 30 nha chế Nguyễn Thiệp ơi. Rồi S33 chốt hàng comment S33 kèm theo màu. Rồi đây có màu xanh đen nữa nè. Rồi đang mặc là màu xanh lam ngọc. Màu này lạ nè mấy chế. Cái màu này rất là hiếm luôn. Rồi lên S33 màu đỏ. Mấy chế ơi, cái chất vải thun Hàn Quốc này nè mấy chế. Mấy chế mặc nó giặt 10 lần thì nó vải nó vẫn đẹp y như là lần đầu tiên vậy đó. Trời ơi, mấy cái set bộ mà chất vải thun Hàn Quốc này là các mặt khen quá trời luôn. Và hầu như là ai mặc thử một lần rồi là đều cũng đều quay lại kiếm nó hết á. Cái chất thun Hàn Quốc này là em bán tới nay là coi như là mấy chục nghìn bộ rồi. Rồi lên S33 đỏ. Rồi lên S33 đỏ. Giá 330 một set nha chế Kiều Anh Nguyên ơi. Rồi ven chân Lam Ngọc 4x. Ok. Rồi lên S33 đỏ. Lam Ngọc 4x. Rồi chế ven chân có màu lam ngọc 4x. Chị Tin Sáu Lam Ngọc. Rồi chế ven chân 3745 có màu lam ngọc. Chị Tin Sáu có hàng. Rồi đây mặc màu đỏ nha. Chất vải này mặc cực kỳ sướng luôn mấy chế ơi. Thật sự luôn. Rồi vô thôi là đã thấy sướng cái tay rồi. Rồi đưa lên những màu nè. Đây mặc màu đỏ. Rồi màu xanh lam ngọc nè. Nguyễn Kim Anh cho em xin màu. Màu xanh đen nè. Có tới 7 size lận nha mấy chế ơi. Nguyễn Kim Anh cho em xin màu và số điện thoại. Có tới 7 size lận nha. Từ 48kg cho tới 80-85kg nha. Rồi màu vàng nè. Màu vàng. Màu hồng. Rồi vậy là nãy giờ em mặc đủ 5 màu rồi nha mấy chế. Chế Nguyễn Quy ơi, để em có thể xem lại nha. Bây giờ hàng nhiều quá rồi em không biết.
nét như thế nào nha chế ơi. Rồi màu hồng nè, màu chế vàng. Chế Nguyễn Quy đợi cho em màu đổi lại lam ngọc màu đỏ. Đổi lại gì hon gì đó, tay gì đó, L không lấy canh chị. Là sao không hiểu, đổi lại hồng hả? Đổi lại lấy hồng Nguyễn Quy. À không lấy xanh nha chị. À Nguyễn Quy hồng nè. Xếp đang mà giá 330 nha chế, mấy chế ơi. Rồi ok chế Nguyễn Quy, em đổi lại cho chế lấy màu 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 hồng cho chế nha. Xanh lam ngọc 60 kg. Xanh lam ngọc 60 kg. Rồi chế Nguyễn Quy số điện thoại 6400 em đổi lại cho chế rồi nha. Phan Hằng 8933 có hàng 65 kg mét 5 xanh. Rồi con ơi, đi chụp chụp đi cho anh Tấn nó đẩy con lên. Xanh 65 kg mét 5. Xanh 65 kg mét rưỡi hả? Rồi ok, chế Nguyễn Quy em đổi cho chế rồi đó chế ơi. Em màu xanh gì vậy? Xanh đen hay là màu màu xanh lam ngọc vậy? Chắc xanh ngọc quá. Hỏi hỏi kỹ rồi đi. Nguyễn Kim Anh ơi, cho em xin xanh đen hay xanh ngọc chế ơi? Rồi, xanh đen. Hồng. Màu vàng, màu xanh đen, màu xanh lam ngọc. Xanh đen 65 kg mét rưỡi. Nguyễn Kim Anh cho em xin thêm số điện thoại chứ ơi. Rồi có size L 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7 size nha mấy chế. Có tới 7 size lượng nha, đương đương từ 48 kg cho tới 80 kg, 85 kg. Chế Nguyễn Kim Anh cho em xin thêm số điện thoại. Ôi cái giải này về nó đã quá thì đã. Giá 270 chế anh Ngô ơi. Quá trời xuống luôn. Đỏ 53 kg. Đỏ 53 kg. Chị tin sáu nhớ gửi chị vườn 5 nút. Rồi ngồi lên mới sạc được nha chế rồi. Rồi chế ra lấy. Chế thì nữa comment giùm em nha. Rồi thêm cái xanh đen 53 kg. Xanh đen 53 kg. Phương Nguyễn đổi vàng lấy hồng. Phương Nguyễn hồi nãy giờ có màu gì rồi? Phương Nguyễn nhiêu ký? Phương Nguyễn nhiêu ký? 65 kg. Xong hết rồi. Xanh đen, nãy lấy xanh đen với vàng, giờ đổi vàng lấy hồng. Màu hồng hết size 65 kg của chế rồi, chế Phụ Nguyễn ơi. Em thêm cái xanh đen với chị 53 kg. Xanh đen 53 kg hả? Hết rồi, bây giờ 53 kg là xanh L. Xanh L bây giờ còn màu đỏ, màu hồng với màu lam ngọc. Chế cherry, cherry có 1103 có màu đỏ. Ok, cảm ơn chế Nguyễn Kim Anh. Rồi, đây nha mấy chị. 53 kg em còn màu xanh lam ngọc nè. Màu hồng nè, với lại màu đỏ đen mặt nha. Rồi. Còn màu vàng với lại màu xanh đen á thì em còn size từ 1X trở lên. Đây màu vàng với lại màu xanh đen. Rồi size 1X trở lên nha, chắc phải thu mày quốc mặt siêu thích luôn. Mặt thử là ghiền nha mấy chế. Anh Ngô còn đọc đi bây giờ chị My Quang qua. Thanh Ngọc với đen. Phương Nguyên quận 12 57 kg. Ủa đâu có đen đâu, có xanh đen rồi à. Thì Ngọc với xanh đen. Phương Nguyễn nói lam ngọc cũng được. Anh Ngô nè, số điện thoại là 4762 nè, còn đỏ hơn chị. Nếu có lấy thêm một bộ anh Ngô. Là S272 á. 272 á. Không biết bao nhiêu ký nữa. Chế Phụ Nguyễn ơi, em còn 3X nha, chế chịu 3X không? Em đang mặc là size L đó. 3X thì em còn nhiều màu đó, chế Phụ Nguyễn chịu lấy 3X không? Đồ mi mặc là giá 330 nha chế Thị Nguyễn ơi. Nè anh Ngô nè, chốt anh Ngô 272.
màu đỏ thì còn không có, nếu còn thì lấy một bộ màu, nếu còn đỏ hơn chị nếu có lấy thêm một bộ màu đỏ màu biết mà anh ngon đó, anh ngon là màu đỏ một ít nè, ít đây cái bọc đó đi, cái bọc đó đi, bỏ đi, bỏ cái bọc đó, bỏ đi. Rồi chế anh ngon tới điện thoại 4782 có hàng. Chị My 65kg cái bộ đó mặc số mấy? Tùy theo chiều cao á. Mấy chế chốt hàng, mấy chế cho em cân nặng chiều cao là My nó sẽ chốt cho đúng size cho mấy chế nha. Nguyễn Kim Anh 1m5 65kg là mặc size gì á? 1m5 65kg là mặc 3X. Anh Ngô là 52kg. Rồi đó có màu đỏ với màu đen rồi đó, hồi đó có màu đen gì nữa vậy? Giờ chốt màu đỏ nữa. Hương Nguyên, xanh ngọc với xanh đen 57kg. Anh tím nữa mẹ. Rồi Hương Nguyên nè, xanh đen nè. Với xanh ngọc. Xanh ngọc nữa. Sắp ra trẻ rồi. Không đi lấy xanh ngọc một cái nữa. Chế Hương Nguyên 3090 có hàng. Xanh ngọc. Chế Hương Nguyên có một bộ xanh đen 1X nha, còn xanh ngọc bây giờ còn xanh L nha. Bộ xanh Nguyễn nó tại hổng đài mua 60kg mặc hơi chật. Hả? Bộ Nguyễn nó tại hổng đài mua 60kg mặc hơi chật. Rồi chế Phụ Nguyễn muốn chốt bay không thì em chốt thì chế. Rồi đây lên xét lỡ ha. Xét lỡ đây lên là có mấy màu buông máu không? Lấy bộ trắng đen bán đang thì mặc chị là màu nâu. Gì ta? Đang mặc màu nâu. Để em đi cho anh Bi nó giờ. Rồi có màu bò đó. Màu xanh, màu vàng. Để chị mua đọc đi. Màu nâu có rồi, khỏi đưa. Màu cam. Kèm rồi sếp đang mặc mã F185 kèm theo màu giùm em. Sếp đang mặc mã F185 kèm theo màu nha. Lấy bộ trắng, lấy bộ trắng đen bán đi chị, lại gì chế Hoa Tây Nguyên không hiểu. Chế Hoa Tây Nguyên nói gì không hiểu. Trắng đen chắc cái bộ mới mặc đó mà. Rồi cái sếp, sếp đây mặc chốt cho 65kg. Hoa Tây Nguyên ơi, chị inbox chị nói cái gì mà em không hiểu vậy chế. Phụ Nguyễn thôi để đại đi em. Cái này 67kg cũng được nữa. Đây nha, áo này của nó là cái chất thun, co giãn mạnh, phơm rộng nha mấy chế. Chỉ có 185.000 một xét. Rồi đang mặc là màu nâu, chế là lấy comment nha. F185 nâu. Chụp hình. Chụp hình chưa? Ok. F185 nâu. Rồi có 5 màu nha mấy chế. Chế Hương Nguyên hỏi chị có Tiên Di màu... 67kg màu xanh đen. Có xanh đen không có xanh có ngọc. Có màu lắm ngọc. Xanh đen màu ngọc không em hả? Có xanh ngọc. Có xanh ngọc. Chế Hương Nguyên ơi, em hết xanh ngọc rồi chế ơi. À chế Hoa Tím Yên ấy là bộ trắng viền đen kế bên á chị. Đó cái bộ đó đó, cái đó đó, cái đó đó. Ừ. Rồi chế Thiên Di ơi, F33 màu xanh đen 67kg em hết nha chế Thiên Di ơi. 67kg là hiện tại em còn màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu lam ngọc nha. Chị có bộ nào cho mẹ mang không chị? Rồi Cherry lấy lỡ. Nãy giờ đi lên nhiều mẫu lắm rồi mẹ. Cherry lấy lỡ 53kg. Mẹ màu là bò, bao nhiêu tuổi rồi mình chọn màu đi chế. Bộ màu bò, vàng bò, vàng bò, dưới cùng em nhiệt tình đúng không? Rồi Cherry có bộ màu bò. Rồi Hoa Tím Nguyên F185. Hoa Tím Nguyên nè. Rồi có màu cam, màu vàng, chất vải thun cực kỳ co giãn luôn, rất là mềm mịn nha. Màu bò, rồi màu xanh. Rồi đây mặt là màu nâu nha mấy chế. Chế Thiên Di lựa màu lại giùm em nha, em còn 4 màu nha. Chế Thiên Di ơi, 67kg còn màu hồng, màu đỏ, màu vàng với lại màu xanh lam. Rồi chế đang mặt mã là F185. Chị Linh Tháo màu nâu. Cherry 1103 có hàng. Chị Linh Tháo màu nâu, bộ màu nâu đây.
Rồi chế thịt tinh sáo có màu nâu. Đây em có màu xanh nữa nè. Đây màu xanh. Rồi màu bò. Đây là quần, quần lỡ khói với lại áo thun cơm rộng á mấy chế. Rồi màu vàng. Có 70kg không chị? 70kg có chiều cao mới vừa. Màu vàng nè. Chế Ali mất ơi, cho em xin thêm chiều cao nữa nha chế. Rồi ơi. Màu cam. Rồi chế nào lấy màu nào comment nha. Chốt cho 50-67kg. Set mi mặt set mã là mặt chốt cho 50-67kg. Mã là S185 giá 185.000 một set nha chế, mấy chế ơi. Chốt đây size từ 48kg cho tới 67kg nha. Chế ơi, Mi Nguyên ơi, cái mẫu vừa rồi á chế, cái vừa rồi á hả, có nhiều màu là mà cỡ mẹ mặc được á chế Mi Nguyên ơi. Rồi màu bò. Alimax 1m5 70kg không vừa chế ơi. Ok. Màu bò 1m5 55kg. Rồi cứ giữ cái này ghi vô đi. Ghi vô đi. Bi đọc với con vâng. Màu xanh. Ok. Rồi màu vàng. Ok. Rồi chế Thu Nguyên 2349 có màu bò. 185.000 một set nha. Lan mai vàng 67kg. Rồi chế Lan Mai quăng bộ. Chế Mi Mi ơi, sau khi kết thúc like là Mi sẽ cho đăng ảnh lên á. Rồi chế vô chế chọn đi cho mẹ, nhiều mẫu đẹp lắm chế ơi. Lan Mai có màu vàng. Rồi màu xanh, em đang mặc là màu nâu nha. Rồi đây màu bò. Đơn giá 185.000 một set. Áo thun cơm rộng với quần lỡ. Quần lỡ cái form nó ôm giống như quần lét gì vậy đó mới chết. Vàng 55kg. Con màu vàng. Vàng 55kg. Nguyễn Dầu à, con không lấy bộ đồ đó chốt cho qua Tiến Nguyên đi. Qua Tiến Nguyên nè, lấy bộ đồ trắng đen đó. Ờ trắng đen. Qua Tiến Nguyên á. Con chốt cái tay đúng tay cho chế. Qua Tiến Nguyên. Qua Tiến Nguyên phải hỏi xế này không chế ơi. Trắng đen nào đâu có biết được. Đúng rồi đó, cái bộ đó đó. Dạ áo thun có nhiều giá nha chế Kiều Dương ơi. Qua Tiến Nguyên chốt cái xế này comment giùm em nha. Mã gì vậy? Đây xế. Áo thun nam em có nhiều giá nha. Xế 320. Chế Qua Tiến Nguyên phải lấy cái màu mi mới cầm lên cho chế xem nó rồi, phải không chế. Rồi hiện tại đây mặc là còn màu nâu, màu cam, màu bò với lại màu xanh. Rồi chế là lấy màu nào comment nha. Dạ chế Kiều Dương ơi, mi mặc là nguyên một set luôn nha chế ơi, giá 185.000 một set. Còn áo nam em có nhiều nhiều giá, nhiều mẫu nha. Dạ chế Qua Tiến Nguyên nói là lấy bộ lấy cho 62kg nha. Đúng rồi đó, sáu cái bộ nãy lấy 62kg. Qua mấy mấy thôi. Không biết nữa, để coi coi. Cho coi bộ đồ mới cầm lên. Lấy bộ này nha. Ok, chế Hoa Tiến Nguyên số điện thoại 9350 có hàng. Đây chế Hoa Tiến Nguyên khởi lấy cái set 320 này không chế rồi. Chế Hoa Tiến Nguyên khởi lấy cái set 320 này không chế rồi. Nếu đúng thì ok nha chế Hoa Tiến Nguyên ơi. Đấy set 320 này thì báo giùm em nha. Đúng rồi chị. Vậy là sớm bộ hồi nãy phải không? Đúng rồi con. Vậy là đúng rồi đó nè. Dạ em gửi tin nhắn trong inbox cho chế rồi nha. Chế che đi ơi. Dạ chế Nguyễn Kim Anh hỏi gì vậy chế ơi? Nguyễn Dầu đem bộ 320. Chế Nguyễn Dầu lấy set 320 cho em xin cân nặng chiều cao.
55 kg. Xếp 32 có 67 kg không? Dạ có nha chế. Hương Thảo rồi xếp 320. Nguyễn Dầu xếp 320 có tới 4086 có hàng 70 kg luôn, nó có chiều cao. Chế Nguyễn Thảo ơi, 67 kg có xây á chế. Chế lấy thì ok, chọn màu lại giùm em nha. Rồi xếp đen mặt. Xếp đen mặt mã S195 giùm em. Xếp đen mặt mã S195. Rồi xếp này em chốt cho 63-65 kg đổ lại tùy theo chiều cao. Rồi dạ chế Nguyễn Kim Anh ơi. S195 cam. Cái này là em bán xếp bộ nha chứ. S195 cam có màu bò, màu vàng. Cái mẫu đó có mấy màu vậy con? Mẫu 32 á. Nó không có màu, nó chỉ có sọc khác nhau thôi chứ nó không có màu. Thì đó mấy sọc lận nha. Chế ơi Nguyên Thảo ơi, cái mẫu đó nó có mấy cái sọc lận chế ơi. Mỗi một sọc là một màu, nó nhiều mẫu lắm. Nó nhiều sọc lắm á chế ơi. Rồi lấy xếp đây mặt cầm ơn S195. S195 cam có 4 màu nha. Rồi S195 bò. Cái quần của nó là có theo bên hông nha mấy chế. Rồi đây có màu nu tây nữa nè. Đây có màu nu tây, có co giãn nha chế Nguyễn Dầu. Chiếc vải thun rất là mát luôn nha. Này em chốt từ 50 kg cho tới 62-65 kg tùy theo chiều cao chụp hình. Ok. Rồi màu nu tây nè, màu bò nè. Ok. Rồi màu vàng nữa nè. Rồi chế nào lấy comment S195 kèm theo màu. Ok. Đây nó đẹp. Nó đẹp ở chỗ là nó đi cái viền đen bên hông là mấy chế. Cực kỳ thể thao luôn nha. Rồi giá 195.000 một set. Chốt hàng comment nha. S195 kèm theo màu. S195 kèm theo màu. Cam 57 kg. Cam 57 kg. Rồi có màu cam. Rồi chế Hương Nguyên 3090 có cam 53 kg. Màu bò. Màu bò 53 kg. Chế Cherry Cherry 1103 có màu bò. Đây màu vàng. Bộ mê mặt là 195.000 một set nha mấy chế. 195, mã là 195. Màu vàng mặt lên bao trắng luôn nha mấy chế. Gồm có nhiều màu lắm nha mấy chế. Đây cái hùng luôn. Hùng mà co dạng rất là mạnh luôn. Bộ này là bộ lửng nha chế Trần Na ơi. Xếp bộ quần lỡ. Rồi chế Nguyên Thảo nói là lấy cái set 32 màu vừa rồi á cũng được à, lấy cỡ 67-70 kg cũng được. Size lớn nhất á. Rồi cái này. Rồi Nguyên Thảo có set 320. Đây màu vàng nè. Ok chế Nguyên Thảo số điện thoại 2868 có hàng luôn nó chế. Nâu tay 53 kg. Con màu nâu tay ra. Bảo Thi ơi giá 195.000 á chứ Bảo Thi ơi. Bỏ vô bịch luôn. Ủa xíu xíu lộn.
Cái đó hơi cao. Rồi chế là lấy màu vàng comment nha. Chế là lấy màu vàng comment. Rồi chế cherry, cherry có thêm nâu tay. Đây lưng lưng thun coi dễ nặng nha mấy chế. Rồi qua mẫu nha. Em đang phụ nói kìa. Đang cậu mình đi lên mình lại giáo lẽ. Rồi đây. Xếp 320 nè. Nãy giờ chế là chưa thấy cái mẫu này, em mặc vô cái cho mấy chế chốt nha. Rồi xếp 320. Rồi mẫu này là xếp 320 S32 nha mấy chế. Đó. Em đây mặc size L. Chất vải thun. Thiết kế cao cấp, co giãn thoải mái, cực kỳ mềm mịn. Ok. Rồi chế chốt xếp này comment giùm em nha, xếp 320 kèm theo con nặng chiều cao nha. Chốt comment xếp 320 kèm theo con nặng chiều cao. Rồi em lên quần jean. Quần jean lưng thun. Phối với lại áo lẻ nha mấy chế. Bắt đầu lên quần lẻ, áo lẻ nha. Áo lẻ thương. Đó cặp đen đen có chữ, có đúng áo lẻ. Đúng không? Rồi quần jean. Quần jean mẫu mới nè, cái màu này cũng là màu mới luôn. Bữa này xem 28 mà tay rộng như vậy ta. Cái này có size 27 không? Rồi, quần jean em đang mặc là mấy chế, cái form này là form lớn nè. Size 28. Size 28 em mặc còn lại 1 phút luôn. Giá chỉ có 250. Chốt quần jean cờ minh. Chốt quần jean cờ minh mã Q251. Chốt quần jean đang mặc cờ minh mã Q251 nha mấy chế. Áo này là áo nào cũng giá đó thôi. Đúng rồi. Không có rồi đây áo chất siêu co giãn luôn nè mấy chế.
là cái chất siêu co giãn nha. Đây. Dạ chế Hương Nguyên ơi. Xếp đùi có lẽ là like sao quá, tại vì like này là tới khuya rồi, không biết My nó có like nổi nữa không chế. Nên xếp đùi từ từ My sẽ lên, nhưng mà không biết là nó lên nổi không, còn không thì chờ like sao nha mấy chế. Chế Hương Nguyên. Chế là Hương Nguyên lấy set em mặc 57kg là lấy set My đang mặc luôn hả chế hay sao chế ơi? My đang mặc là quần jean áo lẻ nha chế Hương Nguyên. Áo em đang mặc giá 340 cho mấy chế. Này có 3 triệu không? 56kg mặc quần size gì? Áo em đang mặc là 50kg, 70kg, 7 mấy kg mặc vô tư luôn nha mấy chế. 56kg mặc quần size gì? Em đang mặc quần size 28 mà sao cái lưng của nó bự dữ vậy ta? Trời ơi, quần này lưng bự quá. Quần này chắc form lớn á mấy chế ơi. Quần này mã là Q251. Quần jean đây mặc mã Q251. Quần jean đây mặc mã Q251. Size 28 mà cái lưng quần rộng nè. Cái này là xây lại nha. Rồi, áo đây mặc giá 301. Lấy cái bộ sọc viền trắng 33. 330 S33 cho chế Hương Nguyên. 57kg. Bộ sọc viền trắng S33 là gì? Có S32 à? À chắc S32 quá. Chắc chế rồi. Hả? S33 có nè. Nè. S33 tư có lấy nè. Nãy tư có ghi S33. Đây cái này là mã S32 nha chế Hương Nguyên ơi. Còn S33 là cái set bộ thun Hàn Quốc có 5 màu nha. Sọc, bộ sọc viền trắng là S32 à chế Hương Nguyên ơi, chứ không phải là S33 đâu. À, Tâm nói My bỏ đống đồ mặc rồi qua bên để nhìn kỳ quá. Cái đống đồ đó. Chị quan tập lắm hết. Hoàng con. Dạ. Giờ ở nhân viên về hết rồi cho nên là mặc em xem áo em tay dài. Nói hoài không ai cho coi. Rồi, ở nam nào mình. Ở nam tay sơ mi hả? Sơ mi tay dài. Rồi lấy áo sơ mi nam cho coi đi để dặn đó. Rồi. Nhi Nguyên một áo okay. 301. Rồi áo đang mặc mã. Mi nói A313. Áo đang mặc mã A313. Ok, chứ Hương Nguyên nói là 32 á. Hương Nguyên lấy 32 hả? 57kg không? 57kg. Nhi Nguyên áo đen 31 gì nè. Chế Hương Nguyên á. Dạ, Hương Nguyên 57 tiếng nè. S32. Rồi ok, chế Hương Nguyên số điện thoại 3090 có một cái S32 nha. Nhi Nguyên áo đen 31 nè My. Rồi. Có ai quên nãy rồi. My nói, My nói cái áo sơ mi đi cho. Về lâu rồi. Ủa về hả? Nói vụ áo sơ mi cho cái chế này đi để dặn ra. Rồi áo sơ mi. Nhà này mày có tướng đắc lực rồi mày kiếm. Thấy mất cái nửa vỡ. Thôi cũng gần cái thứ. Rồi áo sơ mi nè. Rồi 70kg vừa luôn nha chế anh Nhật ơi. Sơ mi đồng giá 250 tay dài. Đây em có màu rêu đậm nè. Rồi màu xanh jean nè. Rồi màu xám rêu nè. Rồi còn đây là màu xám xanh. Giá rồi. Đồng giá 250 á mấy chế. Áo sơ mi tay dài chất vải rất là ok luôn. Mấy anh mặc là mấy anh hả mê liền luôn á. Đó, chỉ có 250 một áo thôi. Bốn màu khác nhau. Bốn màu khác nha, mấy chế nào chọn thì cho mẫu và màu và cân nặng chiều cao luôn nha mấy chế. Chế Hương Nguyên lấy quần jean 57kg. 57kg. Chốt cho cái size đang mặc luôn. Cái này size của nó lớn. Có một cái đó thôi. Đâu, nguyên đi của nó lại. Đó rồi ai lấy áo đây mặc là
34 đọc đi. Áo 31, áo đen 31. Rồi áo đây mặc là mã. Nhìn nè. Áo đây đang mặc là mã A311. A311. Chế Nhi Nguyên có một cái áo nha. Rồi cái quần đó. Chụp hình tươi. Hay lấy quần cái mới. Ok. Lấy quần mới không? Đúng rồi. Đây có quần rồi tươi. Là 57kg phải không? Đúng rồi, cái này cũng... Rồi, chế Hương Nguyên số điện thoại 3090 có một cái quần jean nha. Rồi áo A311 giùm em nha. Áo A311 nha mấy chế. Giá 301, áo này form từ 50 cho tới 70, 7 mấy ký luôn. Vinh cho cọc quần thiết kế mãi luôn. Vinh cọc quần thiết kế mãi luôn. Quần thiết kế là nãy chữ á. Đúng rồi, các bạn. Rồi, lên tiếp. Dạ ok, chế Hương Nguyên lấy quần mẫu mi mặt nha. Lấy cái màu đó đó nha mi. Trâm Nguyễn cho em xin số điện thoại với ơi. Có 75kg không quần? Mi lấy cái quần màu đó cho chế rồi đó, chế Hương Nguyên ơi. Chị Mi Kiều Dương hỏi quần có 75kg không? Dạ có, quần đây mặc có 75kg. Quần mi đang mặc là có 75kg nha, có tay 75kg nha chế ơi. Cái quần này. Không phải là lấy mấy cái quần gì có đính đá. Rồi em đang lên mã 312. Em đang lên mã 312. Đi nhiều em xếp rồi. 312. Chụp hình. Ok. Có nhiều quần lắm nha chế Vi Nguyễn ơi. Rồi, đây áo này là đính đá full hết luôn, rất là đẹp nha mấy chế. Đây là áo mình đang mặc là 312. Hồi nãy áo hồi nãy là 311, cái này là 312 nha mấy chế. Ok. Cặp đó nhiều không? Đâu, nó ít dữ nhỏ, ít dữ thầy lên. Có lộn không? Rồi, 312. 312 chế là lấy comment nha. Giá 301. Nói đúng không? Giá 301. Quần jean đây mặc 312 72kg. Mã Q251. 72kg 312. Chế Trâm Nguyễn có điện thoại 5012 có một cái áo 312 nha. Quần jean đen mặc giá 250. Quy 250 75kg. Quy 251. 251 75kg. Nhà 75kg. Kiều Dương số điện thoại 2123 có một cái quần jean nha. Rồi chụp hình cho tôi. Ok. Rồi Q251. Chụp. Ok. Rồi Q251 chế là lấy comment nha. Áo 331. Giá 301 á. 311 hay 3124? 311. Nhi Nguyên hồi nãy hình như có Nhi Nguyên rồi phải không ta? Phải không? 311 á. Này Trâm Anh nè. Trâm mới ăn ra hả Trâm? Đâu cái quần nào có nhiều đâu. Đa đa con dòng tới đó có Nhi Nguyên không? Nhi Nguyên con mới ăn đó hả? Ừ. Kìa có một cái áo rồi kìa. Hai cái rồi đó. Một cái à. Trâm Nguyễn cho coi áo nam nó luôn á. Áo thun nam trơn có bộ sau này là 301. Ok chế Trâm Nguyễn. Ok. 312 70kg. Gì? Áo thun nam trơn có cổ 62kg. Đây 312 70kg.
Rồi 312 chứ. À, anh phát số điện thoại 6378 có một cái áo 312 nha. Gì? Mấy giờ? 1 giờ. Bởi không thấy bên chạy nữa. Ủa? Gì ghê vậy? Kìa cho coi áo thun nam có cổ không? Ốc trơn kìa chị. Trời ơi, người mới đây quay qua một giờ. Tưởng tất cái giờ, cái gì đó. Cái giày áo thun nam á, có cổ mà trơn á. Ờ, dưới đây cũng có. Nhi Nguyên mới chốt áo cho em xin số điện thoại chị ơi. Nhớ cho em xin số điện thoại chị ơi. Quần đen mặc mã là Q351. Trời ơi, nhìn ở đây thấy mới 11 giờ rồi. Q351. Hèn chi tung nhìn cho nó mới 11 giờ rồi đó. Gà đó mi. Chị đang sắp xỉu. Quảng cáo cho tôi bán đồ nam coi. Rồi Q351. Đừng nói 11 giờ nha. Nó dẫn vào 11 giờ. Q351 áo thun nam nè mấy chế. Có 6 màu nha. Chỉ có 201 thôi, mã là AT21. Yeah, okay. AT21 kèm hai màu giùm em nha. Màu trắng, màu xám, màu đen, màu xanh biển. Tấn đứng lên con. Đứng màu xanh biển, màu nu với lại màu xanh ngọc nha. Rồi, chế nào lấy áo màu nào comment giùm em. 201 hả con? Gì mới đây 1 giờ. 201 hả? 201 nha mấy chế. Rồi áo này giờ vải là mịn lắm nha mấy chế. Giá chỉ 201 okay. Một áo có 6 giá màu. Giá 201. Một có 6 màu nha mấy chế ơi. Áo rất là đẹp luôn. Mấy chế chọn màu cho em AT21 màu và cân nặng chiều cao cho okay, mấy chế. Ok, lấy áo nam trắng với xám 62 kg. Trâm Nguyễn. Có hai áo nam nha chế. Rồi ok chế Trâm Nguyễn nha. Chỉ có 201 một áo thôi, cái chất vải không đẹp không lấy tiền. Chất vải bao đẹp luôn nha mấy chế. Trời ơi mấy. Rồi áo sơ mi, em có tay dài. Đây áo sơ mi tay dài là em có 4 màu nha, sơ mi tay dài 4 màu. Rồi sơ mi tay ngắn có 3 màu nha. Sơ mi tay ngắn có 3 màu. Đồng giá 250 một áo. Chế nào lấy áo sơ mi màu nào comment giùm em. Cái là chụp hình. Ok, mi bạn mi đứng nhẹ đẹp ghê vậy. Ok. Rồi. Mấy chế coi gì nữa thì comment nha. Rồi em chuẩn bị giúp comment. Giúp comment chọn ra người may mắn để tặng quà. Rồi kết thúc like nha mấy chế. Nãy giờ đâu ngờ là 1 giờ đó. Tưởng mới 11 giờ. Q351 48 kg. Quần của mi đang mặc là giá 350 á chế Thi Quỳnh ơi. 48 kg mét 5 size 28. Quần 1m50. Quần đang mặc ha. Quần đang mặc là em có size L 1X, 2X, 3X. Chứ em không có size số nha. Còn quần jean mới là đi từ size 28. Còn quần đang mặc là có size L 1X, 2X, 3X. Nguyễn Giàu. Nguyễn Giàu nói là lấy quần em đang mặc. Đúng Nguyễn Giàu kìa mi. Chốt quần. Ok, chế Ngọc Tuyên có áo thun xám 75kg nha. Ủa, cái cọc quần kia đem dẹp rồi hả? Nè, Nguyễn Dầu nè, nhiêu ký thư? 55kg. Đây, Nguyễn Dầu 1m55. Rồi, Nguyễn Dầu có ghi 351 cho cái nhỏ nhất. À, đây. Rồi, Nguyễn Quanh, Nguyễn Quanh 48kg. 48kg cái con đem mặc. Rồi, chế Nguyễn Dầu số điện thoại 58kg có hàng nha. 58kg, mét 5. Đây, 58kg. Sao nhỏ nhất hết, sao nhỏ nhất hết. Rồi chế Huỳnh Như 7815 có hàng. Lên đi, lên mẫu đó đi. Đâu 48kg đâu. Đây. Rồi, rồi. Chế Nguyễn Quanh số điện thoại 8387. Có một cái quần 351 nha. Để gì đây. Hai đợi rồi đó mi. Không đọc lên nè. Nhét cái quần thêm. Đọc rồi, đọc rồi. Chị nhét vô đi. Nhét cái đầu tiên trước đi. Đọc. Lấy cái quần rồi Nguyễn Hoa Hương Nguyên luôn. 8387 có hàng. 57kg 351. Không có 1 tiếng thôi đó.
chế Hương Nguyên 351 mi. 351. Quần 70 ký có luôn nha chế Ngọc Tiên ơi. Hả? Quy 351 lên giùm rồi nè, có ghi luôn rồi nè. Rồi con đang lên là quy 352. Chế Hương Nguyên á. Quy 351 còn có gì? Có ghi mà gì? Không có nhiều đó rồi đó. Mê mê. Vậy chế Hương Nguyên sao? Nốt lại tôi. Rồi lên quy 352. Ủa này quần hay áo? Quần phải không? Quần. Có lấy không? Hả? Không lấy trong đây nè. Cái đó nó còn nhiều lắm. Để buổi sau lên. Rồi quy 352 giá 350. Rồi mấy chế ơi chia sẻ like nha mấy chế ơi. Cho mượn một cái máy vuốt comment. Rồi đây mặt là mã quy 352. Để mẹ hai trăm. Đây chụp hai máy đó. Chụp hình tư lệnh nhiều. Ok. Quy 352 kèm theo cân nặng chiều cao. Chụp hình tư lệnh. Áo đen xây ít in là rồi ok dùng đơn là gì kiều dương nè. Người ta chị mê mê. Lấy áo vùng nam á. AT21. Rồi chế Kiều Dương có áo AT, áo nam AT21 nha. Dạ chế Hương Nguyên ơi lấy trước có cái sao rồi. Dạ chế nhắn tin kìa. Rồi 352 đi, đưa chế Hương Nguyên 352 đi. 352 đi. Mãi 351 không được là 352 đi. Không áo sơ mi tay dài nhiêu ký vừa có sai không? Đúng rồi. 65 ký tới 352. Áo sơ mi có sai từ 65 ký cho tới 80 85 ký nha mấy chế ơi. Xong rồi. Quy 352. Sao mấy? Đây. 57 ký á. Sai số 2. Chế Hương Quỳnh Hương Nguyên á. Rồi ok chế. Ok chế Hương Nguyên số điện thoại 3090 có một quần 352 nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẹp quá mấy chế. Rồi chế Hương Nguyên có quy 352. 57 ký. Rồi ok chế Hương Nguyên có 70 ký okay. Luôn nha chế Mai Trần. Mai Trần ơi áo đang mặc có size 70 ký chế Hương Nguyên ơi. Cái mẫu 352 này rất là đẹp luôn á chế ơi, nó đẹp lắm, nó đẹp lắm chế ơi. Chụp hình ok. Kiều Dương áo đen nữ Phạm Huệ. Rồi áo đang mặc giá 301, mã là 313 giùm em. Chế Phạm Huệ, Huệ ơi, 45 ký là có xây nha chế ơi. Đây áo này đang sau lưng nè. Áo đang mặc 70 ký vừa luôn đúng không? Áo đang mặc là form free size siêu co giãn luôn nha mấy chế, từ 50 ký cho tới 70 72 ký gì cũng vô hết trơn. Rồi đang mặc là mã 313. Đang mặc là mã 352 65 ký. Chế Kiều Dương lấy áo đen nữ hả chế Kiều Dương? Áo đen nữ cho em. Rồi em đưa lên lại nha. Áo đồng giá 301 em có 3 kiểu nha. Đây là mã 311. 311 nè mấy chế. Hồi nãy em mặc đầu tiên 311. Rồi tiếp theo 312. Mã 312 giùm em. Rồi đang mặc là mã 313. Có tổng cộng 3 mã nha. Rồi chế nào lấy mã nào comment nha. 311. Rồi 312. Rồi đang mặc là mã 313. Đi nghỉ đi ra, mệt đi nghỉ đi con. Nghỉ thôi rồi, để tí. Chế Kiều Dương lấy mã nào comment giùm em đi. Mã 311 hay 312 hay là 313. Tất cả là đều 70 ký mặc vừa hết á. Rồi chế xỉu 6 lấy 65 ký. Mã quy 352. Ok chế xỉu tiên 6. Đúng rồi. Sáu
65kg. Sai cuối cùng. Chế Thảo Thị Thanh Nguyễn ơi, cho em xin cân, cho em xin số điện thoại chế dạ, ơi. Chế Nguyên Phương áo em đang mặc giá 301 nha chế Nguyên Phương ơi. Rồi chế Ngọc Tiên ơi, quần quy 352 này không có size 70kg nha, đâu có số 4 đâu nha. Xì trên 6 có hàng. Nguyễn Giàu lấy áo đen 313. Ok, chế Nguyễn Giàu có áo đen 313 em đang mặc nè. Kiều Dương lấy áo 312. Ok, chế Kiều Dương có áo 312. Rồi, Bình Hoàng, Bình Vũ Hoàng có áo 313. Nguyễn Giàu 4086 có hàng. Rồi chế Anh Nhất đổi áo 312 lấy 313 được không? Anh Nhất nãy giờ như đâu có áo hả? Rồi chốt cho Anh Nhất áo 313. Bình Vũ Hoàng 4737 có hàng. Anh Nhất có hàng 313 quần 511 gì nào vừa qua nè. Chắc một bộ đó. Rồi Nguyễn Giao chốt một cái quần 352. Kiều Dương có hàng. À, Nguyễn Giao 55kg một ít. Huỳnh Hoa lấy 3. Mặc vừa nha, 57kg bao vừa nha chế Nguyên Phương ơi. Chưa có phiếu, chưa có một cái bị chưa thấy phiếu. Huỳnh Hoa có áo 311. Phạm Huệ lấy áo 313 với lại cái quần xanh lờ. Phạm Huệ nè, cái quần nữa nè, đeo cái quần. Có áo 313. Còn Hoa có nè. Cái quần. Rồi chế Phạm Huệ có áo và quần nè. Lan Mai có áo 313. Cái đó bấm lại cho tôi. Đây 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 đây. Bấm lại, bấm cái góc lại. Bấm cái góc lại. Bấm cái góc lại. Phạm Huệ có nguyên một set luôn nha chế ơi. Chế Lan Mai Phạm Huệ có điện thoại 4627 có một set mi nặng mi mặt luôn nha. Rồi, Lan Mai có hàng. Có áo 313. Thì tiên 6 nè. Nguyên Phương lấy cho chị một cái. Phương đang mặc cho mình. Nguyên Phương có ai thấy phiếu của Nguyên Phương không? Nguyên Phương lấy áo A13 đang mặc. Nguyên Phương mặc áo 313 đang mặc nè. Rồi chế Hai Ngồi có áo 313 luôn. Rồi chế Nguyễn Giàu nói rồi là cho đổi lại cái quần 352. Thì tên số có hàng nha chế ơi. Chết vô bịch á. Rồi phiếu nè. Áo nè. Nguyên Phương có hàng. Chế Hương Nguyên lấy cái áo 313 nữa nè My ơi. Hả? Ba một ba hết rồi tôi ơi. Dạ chế Hương Nguyên ơi, là comment của chế vừa nổi lên là hết rồi chế ơi, 313 là hết rồi. Lấy hai áo sơ mi tay dài 65kg hai cái đầu tiên. Ok chế Võ Thủy nha. Võ Thủy lấy hai áo sơ mi nè. Kinh Ngọc lấy một quần 70kg, quần đang mặc áo size 70kg. Võ Thủy chắc mấy bé cho bé cha. Rồi áo 312 nè. Em còn áo 312 chế nào lấy comment nha. Hàng 6367 có hàng. Rồi còn một cái mã 314 nữa nè mấy chế. Rồi chế Võ Thủy có hai áo sơ mi nha. Rồi còn một cái mã nữa nha. 314 có được 4 cái duy nhất. Chế Hương Nguyên ơi, áo này có 314 là có 4 cái nè chế. 314 mới qua đọc. Rồi. Nãy giờ đang đọc. 313 là hết rồi. Rồi 313. Rồi áo này rất là dễ thương nè chế Hương Nguyên ơi, chế lấy một cái áo này đi chế. Chụp hình. Mặc rất là tây luôn á. Rồi ok. Rồi 314 chỉ có duy nhất 4 cái nha. Có 68kg luôn nha. Vậy chế là chế ok, chế Hương Nguyên lấy cái áo đó đó, 314 rồi, luôn. Qua trên Hương Nguyên. Rồi cái này là 312 nha. Rồi ok, chế Hương Nguyên có số điện thoại 3090 có hàng. Mã 312 em còn 4 đồng giá 301 một áo nha. Rồi ok, chế Hương Nguyên em lấy cho chế rồi đó chế.
ưu tiên cho chế luôn. Rồi mã 311 này còn duy nhất 2 cái. 311 còn duy nhất 2 cái. Dạ chế chị Quỳnh ơi, qua shop lấy càng tốt đó chế. Chế có rảnh thì chế qua shop chế lấy giùm em nha. Đây, tất cả sẵn là mình chọn thêm mấy cái mẫu mình thích luôn á chế Ti Quỳnh. Chị 80 kg là có quần á. Rồi ok. 80 kg là quần gì? Quần jean hay quần gì? Chế không, ơi, chế 80 kg không có đâu, tôi có set bộ Hàn Quốc rồi. Vậy hả? 80 kg em có set bộ thun Hàn Quốc thôi. Rồi em lấy cái áo 314 cho chế Hương Nguyên rồi nha. Anh Pháp, anh nhé. 314 70. Rồi 312. 314 kìa Quang Hoa. 314. Rồi 311. Ok chế anh nhé. Số điện thoại 6378. Có một cái áo 314 nha. Áo 314 này mặc vô rất là đẹp á mấy chế ơi. Thấy nó nhu nhu là nó vàng vàng ống nó đẹp lắm. Có nói chị đặt cái trước có thông tin. Không có thì là sai chế. Dạ chế Nguyễn chào đổi lại nữa. Đổi lại áo đen 314 nữa. Chế Nguyễn Giàu nãy giờ có ấy nữa kìa. Đổi lại quần, chế Nguyễn Giàu đổi lại quần rồi đổi lại áo luôn nè. 13 đổi lại 14. Chế Nguyễn Giàu ơi, áo 313 hồi nãy người ta chốt không có đó chế ơi. Giờ chế chốt rồi bây giờ chế đổi lại hả chế? Cho em đổi lại quần 352. Rồi ngày mai đọc comment đi ấy là đổi lại cho chế đi nha. Phạm Huệ 312 40 kg 5 kg vừa không. 45 kg mặc cũng được đó chế Phạm Huệ ơi. Thảo Thị Thanh Nguyễn Lê Quy 352 56 kg 1m62. 314 một cái luôn. Nè cái áo nè. Thảo Thị Thanh Nguyễn lấy một cái áo nè. Rồi là một cái quần đây 56 kg 1m62 là một cái quần. Rồi Thảo Thị Thanh Nguyễn có một áo với lại một quần nha. Quần 350, áo 301 như chế rồi. Quần 1X. Rồi bấm dấu mũi tên Nguyễn. Rồi. Mấy chế ơi, 1 giờ rồi em vuốt comment tặng quà nha mấy chế. Chọn ra 3 người may mắn nhất của ngày hôm nay nha. Em lấy áo 314. Chế Thảo Thị Thanh Nguyễn có đồ nha. Đúng rồi. Hả? 314 phần cái này. Chế Nguyễn vào lấy bỏ 313 ra đó. 313 lấy 314. Cái này là gì? Rồi chốt cho Nguyên Hương cái 313 đó luôn đó Tư. Hả? Nguyên Hương á. Hương Nguyên gì đó. Nhưng mà người ta đổi lại rồi. Hương 12 hỏi chữ triệu. Nguyễn vào 314. Hương Nguyên nè. Rồi chế Nguyễn vào ơi, nãy giờ chốt. Chốt hàng mà đổi tới đổi lui tùm lum tà la hết đó chế ơi. Khuya rồi đừng có đổi giùm em. Giờ sẵn tới sẵn luôn là mệt mỏi lắm. Quá trời luôn rồi. Rồi. Sao 8 kg vừa nha chế Trần Thị Lễ ơi. Cho mượn thêm một cái máy nữa. Máy này nè, máy 200 mấy, pin lên cái máy đó không? Bự gì không? Trần Thị Lễ, áo đen mẫu mặc 68 kg, mặc được không? Dạ được nha chế Trần Thị Lễ ơi. Đây nha, còn 312 nha. À, em đang hết rồi. Rồi. Bây giờ em còn mã 312 với lại 311. Đây, còn mã 312 với lại 311. Rồi chế lấy mã nào comment giùm em nha. Chế Trần Thị Lễ ơi. Nè con giữ thiếu này nè. Phải có thì bỏ 314. Đó 314 còn không con? Không còn luôn rồi. Hết luôn hả? 314 hết rồi hả? Dạ chế Nguyễn Giàu ơi, 314 hết luôn rồi chế ơi. Thảo Ngọc nghỉ đi con, 1 giờ rồi. Nó không có chị ơi, nó nói mới 11 giờ là kệ. Từ đây tới 1 giờ là cũng được. Kệ em. Đâu có sao đâu. Bữa nay nó sung, cái mặt của nó sung kìa. Rồi. Chắc bữa nay nó uống thuốc lắc rồi. lắc rồi. Thổi vậy cùi nữa. Rồi. Ủa Bi ơi, nó bị đứng xuống ngắt rồi Bi ơi. Em không biết đứng cái gì. Nè,
Nè, cái máy này nè. Nè. Dạ. Nè cái máy này nè. Sáu mươi lăm ký là có xây luôn chế Thư Danh ơi. Kiều Dương cho địa chỉ. Chế Nguyễn Trang ơi, bộ mi mặt là rời nha mấy, là nha chế. Áo thì 301. Rồi. Quần 350. Quần nó áo nhiêu? Áo con đang mặc có người lấy à không? 314 phải không? Không. 314. Quần là mã Q352. Thì 350. Tôi nói 350 ừ. À áo nè. Chế Hương Nguyên nói có lấy áo nam cho chị không em, khi nào đi đi đơn chụp hình cho chị biết. Chế Hương Nguyên ơi, em chị em có chụp, lấy ba cái áo sơ mi nam quá trời, mẫu áo nam cho Minh bóc cho chế lụa đó chế Hương Nguyên. Ba áo sơ mi tay dài. Chế Hương Nguyên trả lời giùm em để em gọi cho chế luôn. Anh ra đi để nhớ. Có phiếu hết rồi mà. Nhưng mà nói của chị My kìa. Ừ. Rồi, đây nha. 312, cái đó 314 đó. Nè 314 của Nguyễn Giàu nè. Nó đổi lại cho chế đi 314. Đem cái bịch đi. Mẹ đưa cho chị Đa đi rồi chế chị Đa hỏi kiếm cái bịch bịch này bỏ 313 ra. Nè, thêm phiếu nữa nè. Dạ chế Thư Thi Chân ơi, 312 là 301 một áo á chế ơi. Rồi giúp comment tặng quà nha mấy chế ơi. Chế Nguyễn Trang ơi, 2, bộ đang mặc là 3. Áo thì 301, quần 350 á chế ơi. Rồi người đầu tiên may mắn tên là gì chế? Đi Nhã hả? À. Rồi chế đầu tiên may mắn tên là Ly Nhã nha. Rồi tiếp theo 1, 2, 3. Rồi cho mượn thêm một cái máy nữa đi. Rồi Sương Đăng. Chị lấy trên like. Rồi. Rồi chế em, thứ hai may mắn tên là Sương Đăng nha. Em chị không lấy em chụp đâu. Em nha. À chế Hương Nguyên nói lấy ở trên like rồi, không có lấy cho chụp hình đâu nha. Ok chế. Chị lấy trên like nãy giờ. Em nha. Dạ ok chế Hương Nguyên. Chị vô mấy like cũ. Nè cái này 200 mấy 300 nè. Lấy cái máy này đi. Nhà trả máy nè. Rồi ok chế Hương Nguyên nha. 1, 2, 3. Trần Thị Lễ. Xin không ra ta. Dạ nè Trần Thị Lễ. Đâu chưa có bấm mà. Chưa bấm. Dạ. Đó, đây đây đây. Cái này của đột, chị Chăm bấm. TK Đột con ngột. Rồi chế thứ ba may mắn Facebook tên là TK. Rồi chế chế Trần Thị Lễ lấy gì từ lấy áo 312 dùng đơn 312 đây. Rồi ok chế Trần Thị Lễ số điện thoại 7217 có hàng. Hôm nay like xong giống như là cái chiến trường mà mấy chế rồi. Rồi ảnh chết chưa bịch. Từng bộ thử đi. Rồi mua mau bán đắt cho chị hai bộ cao cấp. Mét 67. Nãy giờ bà ngồi không làm gì. Ngoài bà ngồi không làm cái gì. Rồi chế mua mau bán đắt hai bộ đồ cao cấp là gì vậy chế? Đây này đồ cao cấp ơi. Hồi nãy không có giá hả? Rồi. Chế TK số điện thoại 2652 là người thứ ba may mắn nha. Rồi xin chúc mừng mấy chế. Rồi. Chân thành cảm ơn toàn thể mấy chế nha, đã theo dõi và ủng hộ em tới giờ này nha mấy chế ơi. Nãy giờ like không có coi, đâu có biết, đâu có hay đây là 1 giờ mấy rồi. Em tưởng mới có 11 giờ. Xếp cho đẹp các con. Xếp cho đẹp, không biết xếp nha. Xếp hai bên, rồi bắt đầu mình xếp nó lại. Rồi áo đang mặc mã cái tài áo 312 giá 301, quần đang mặc mã là Q352 giá 350. Rồi áo này là có size tới 72kg luôn. Rồi quần này là có size tới 65kg. Rồi chế là chốt. Thì có gì chụp màn hình gửi cho anh bóc giùm em nha. Rồi xin chân thành cảm ơn toàn thể mấy chế hai bên luôn nha. Cảm ơn mấy chế rất nhiều đã luôn tin tưởng, theo dõi và ủng hộ em nha. Rồi chúc toàn thể mấy chế ngủ ngon mơ đẹp nha mấy chế ơi. Bye bye mấy chế nha. Em bê xì lết rồi, quá trời đuối luôn rồi. Bye bye mấy chế.